Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Ta bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi họ bỏ đó. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta qua hết ngày mùng 4 Tết, ngày xưa còn bé, cứ hết 3 ngày Tết là chúng tôi ngồi tổng kết. Biết tổng kết cái gì không? Tổng kết coi là mình được bao nhiêu tiền lì xì. Có khi kỹ còn lấy cái giấy ghi lại là bác A bao nhiêu, dì B bao nhiêu, cô C bao nhiêu. Còn không thì là ngồi coi lại tổng kết coi được bao nhiêu tiền lì xì. Rồi bắt đầu mấy chị em ngồi mới so sánh. Tại sao bác A lại lì xì cho tôi, con trai thì 10.000, mà chị tôi thì được có 5.000 chẳng hạn. Thường không biết là bây giờ còn hay không, nhưng mà thời chúng tôi còn bé đó, lì xì thì thường là con trai thì được hơn tí. Tôi thì hơi đặc biệt là vì con trai độc nhất trong gia đình, có 4 chị em đi chúc Tết cứ xếp hàng. Chị lớn nhất bây giờ là bà Sơ, nữ tu bên Thanh Giá. Rồi tới chị thứ hai, giờ thì chị ấy đã qua đời rồi. Rồi tới tôi, rồi tới cô em gái. Thì cứ 4 chị em xếp khoanh tay là mới chúc tuổi một bài diễn văn xong là chú bác cô gì đó lì xì. Thì thường cứ lì xì cho tôi được hơn chút vì mày là con trai. Rồi sau này khi mà lớn rồi thì mấy chị em tôi cũng đi chúc Tết, thì lại lì xì theo kiểu là mày đi tu cho mày thêm tí. Lúc đó là tôi bắt đầu đi tu rồi. Sau 75 đi chúc Tết. Rồi tôi với chị tôi cũng đi tu, nhưng mà mày con trai đi tu thì có vẫn hơn con gái, nam tu vẫn hơn nữ tu, vân vân. Thì luôn luôn có một cái sự phân biệt đối xử. Và chính cái phân biệt đối xử đó, chính cái mà có sự khác biệt đó, nó sẽ dễ nảy sinh cái gì, anh chị em biết không? Nảy sinh cái gì? Ganh tị. Ganh tị là tại sao nó lại được nhiều hơn tôi? Tại sao tôi lại ít hơn nó? Cái sự ganh tị, nó mới đầu nó nhỏ nhỏ, không có gì. Nếu mà ít thì nó không có gì. Nhưng mà nếu mà có sự phân biệt càng lớn bao nhiêu thì sự ganh tị nó càng nảy mầm và khoảng cách nó càng xa bấy nhiêu. Khoảng cách giữa người này người kia do cái sự ganh tị. Rồi khi mà tôi đi giúp xứ, tôi đi sinh hoạt trong các đoàn thể, từ lớp giáo lý tôi dạy là thêm sức học rửa lên đầu. Cũng trong lớp, những đứa nào ngoan thì đương nhiên mình thương hơn, nó phản ứng tự nhiên thôi, mình hay gọi nó lên hơn. Đương nhiên những đứa kia mà không được để ý thì khó chịu, bé. Rồi khi mà chọn để mà đóng nhạc cảnh Giáng sinh, chọn Đức Mẹ, chọn Thánh Giuse, cả lớp cũng khó lắm. Chọn con này làm Đức Mẹ, nó bảo con này mà làm Đức Mẹ được à? Con này nó hay chửi thầy, nhưng mà nó lại xinh. Cái con kia nó ngoan lắm, nhưng mà nó lại không đẹp bằng con này. Vì lựa làm sao? Rồi cái con này nó đẹp ấy, nhưng mà nhà nó nghèo thì lại không có tiền để mà mua trang phục Đức Mẹ, mua vải vóc quấn, son phấn các thứ. Con kia thì nó xấu hơn tí, nhưng mà nhà nó bán vải thì lại có tiền mua. Rồi chọn thiên thần, ganh tị, bé cũng có cái máu ganh tị dữ lắm chứ không phải không đâu thưa anh chị em. Rồi tôi đi giúp lễ cũng vậy,
cha xứ với cha phó hồi đó. Cha phó coi tôi mới mất 78 tuổi. Hồi đó ngài là cha phó, mà ngài coi chúng tôi giúp lễ, mà ngài đối xử không đồng đều là chúng tôi cũng gánh. Tôi là giúp lễ đó, nhưng mà hồi đó là con giúp chính, giúp phụ. Thằng giúp chính thì là thằng được đi gần với cha, thằng giúp phụ thằng đi trước. Thằng giúp chính thì được cầm rượu, thằng giúp phụ thì cầm nước. Thằng giúp chính thì được cầm cái bình hương cho cha, còn thằng giúp phụ là cầm cái bát để mà đổ nhũ hương. Thằng giúp chính thì được cầm cái bình nước phép đi theo cha, còn thằng giúp phụ đứng đó, vân vân. Rồi thằng giúp chính thì được rắc chuông lúc cha dơ mình thánh lên. Cho nên cũng ganh nhau, tranh nhau để giúp chính, giúp phụ. Cha mà chi không đều là bắt đầu cãi nhau. Cãi nhau xong lên Đức Chúa. Đức Chúa cũng cạnh tranh nhau nữa chứ. Thằng giúp chính thì được lên rước lễ trước, giúp phụ rước lễ sau, cũng ganh. Thưa anh chị em, rồi đến khi mà tôi sinh hoạt giáo lý viên cũng thế. Rồi sinh hoạt đoàn con Đức Mẹ, hay là cha xứ thì giao cho mình coi hai ba đoàn thể. Một bên thì thiếu nhi, một bên giáo lý. Cũng nhất bên trọng nhất bình hình là chết. Cho thì phải cho đều, đối xử thì phải đối xử đều. Mà có thương thì phải giấu kín, rồi phải giấm dúi. Này nhá, giấu đi nhá, đừng cho nó biết nhá. Nhưng mà nó khổ, đứa được thì nó đâu chịu để yên. Nó khoe ra, hãnh diện. Thầy cho tao cái này, thầy gì cho tao cái kia. Là đứa kia nó không được là nó ghen. Mà mình đi đâu mà cho hết được. Mà đứa mình không thích thì mình cho nó, mình đâu có thích. Đứa nào mình thích, mình thương thì mình mới cho chứ. Thì thưa anh chị em, là giữa trong một đoàn thể cũng đã sự ganh tị. Rồi giữa đoàn thể này với đoàn thể kia, thiếu nhi với lại giáo lý căng nhau lắm. Rồi các đoàn cũng thế. Giáo xứ ở đó là có cả chục các đoàn. Mình cứ phải coi hết cái đoàn này, cái đoàn kia. Tôi chả biết đàn, chả biết hát. Chỉ được cái là đi mở cửa cho người ta vô hát, xong rồi mở đàn cho người ta đánh, rồi sau đó rồi đi ra đóng cửa. Nhưng mà phải xếp phòng cho các đoàn thể nó tập, các đoàn tập. Ưu tiên là nhà thờ cho các đoàn này, phòng giáo lý cho các đoàn này, phòng khách cho đoàn kia. Cũng bị nói là thầy ưu tiên cho nhóm này được ngồi phòng mát, tụi con thì lúc nào cũng phòng nóng. Suốt giải quyết hai chữ thôi: ganh tị. Mệt vô cùng, nhức đầu vô cùng. Càng làm lớn bao nhiêu, càng coi nhiều bao nhiêu, thì càng phải giải quyết những cái vụ đó bấy nhiêu. Mà con người của mình, thưa anh chị em, mình là người mà có trái tim mà. Trái tim thì cũng biết rung động, biết yêu, biết thương, biết ghét. Cái gì nó hợp với mình, đoàn thể nào mà nó khéo chiều, mà nó biết điều, thì đương nhiên là mình thích hơn. Cũng có thiên vị, chẳng giấu gì anh chị em. Còn đứa kia nó khổ, mình đã không thích nó, mà mình tỏ cái độ thái độ không thích nó, thì nó cũng tỏ thái độ nó bất mãn với mình. Rồi hai bên cứ vậy. Mình không thích nó cũng đâu có ưa gì mình. Cho nên gặp mặt nhau cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Thế là càng ngày càng xa cách nó. Mà càng xa cách nó bao nhiêu thì nó càng đi nói xấu bấy nhiêu. Còn cái đứa này mình càng thương nó thì nó càng lại gặp đứa kia nó lại vênh mặt lên. Thế là cứ như thế. Không biết là anh chị em trong đời sống gia đình, biết là anh có con cái, anh có bị như vậy hay không? Giữa là con trai với đứa con cái. Ta nói là con trai của mẹ, con gái của bố. Bố thì vẫn thương con gái hơn, con trai thì vẫn được mẹ quý hơn. Là cũng có sự ganh tị. Đủ thứ hết, thưa anh chị em. Rồi họ hàng cũng vậy, cũng ganh tị thôi. Bố mẹ mà chia chắc không đều, mà lì xì không đều là cũng mệt ra. Phải chơi. Rồi mời ăn mà ăn nhà này không ăn nhà kia. Tết nhất mà bố chỉ đến ăn nhà hàng Út thôi, vì Út nó giàu, biết rồi. Con thì cả đây, nhưng mà làm ăn lụi bại, bố mẹ có ngó ngàng gì đến đâu. Có không? Giê-xu gặp mấy bà, mà bà vợ bà chua vô, bà chêm vô thì thôi rồi. Là một hũ giấm chứ không phải là một thùng, một chai giấm nữa. Chua lắm, biết rồi, nó thì đẹp. Con thì ở nhà quê, biết ăn nói gì đâu.
nó thì học thức, nó có bằng cấp, nó Việt Kiều, có quà, còn con ấy thì rong muốn, chân lấm tay bùn, biết cả. Thì vậy thì tôi chịu, ôi chú nhức đầu lắm. Thế thì cái câu chuyện mà chúng tôi nãy vừa nói với anh chị em, ai cũng có kinh nghiệm. Cái câu chuyện đó chúng ta nghe hôm nay trong bài đọc một sách sáng thế. Ngay từ khởi thủy, Adam Eva có hai người con, đó là Cain và Abel. Thằng anh là Cain thì làm nghề săn bắn, đi ngoài đồng, ngoài rừng rẫy. Còn thằng em là Abel thì là làm đất hoa màu. Abel thì làm nghề chăn chiên, còn Cain thì làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian thì Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, sa sầm nét mặt. Và Đức Chúa hỏi: tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Chúa thấy, Chúa biết tấm lòng của mỗi người. Và Chúa nói ta không cần của lễ, ta cần là cần tấm lòng. Nhưng mà Cain nghĩ rằng là của lễ của mình là hoa màu đất đai dâng lên Thiên Chúa. Ông chỉ nghĩ đến cái của lễ thôi, ông không nghĩ đến là Chúa cần là cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Tấm lòng là hành động tốt thì sẽ ngẩng mặt lên. Nếu Cain là người tốt, là người không có máu ganh tị, không có máu ganh tức, thì lúc đó Cain sẽ cứ ngẩng mặt lên mà dâng lên Chúa, lạy Chúa, của lễ của con là này đây, còn của lễ của em con là này đây, con thì hoa màu ruộng đất, còn em con thì là nó chân chiên chân cừu, nó có cái này, hai anh em chúng con cùng dâng lên Chúa, cùng ngẩng mặt lên, có gì mà sợ, có gì mà mặc cảm. Chúa cần là cần tấm lòng, chúng con chỉ có tấm lòng này thôi, hai anh em chúng con dâng lên Chúa, đẹp lòng Chúa lắm. Nhưng mà vì trong ngươi hành động xấu, nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi. Đây là sự ghen tị ma quỷ, nó nằm ở cửa, nó rình, nó thèm muốn. Đây là cái cám dỗ, cám dỗ của sự ghen tị, của sự so sánh, so bì, so kè, so đo. Ma quỷ nó luôn tìm mọi cách để nó nhập vào, phải trực ngay ở cửa. Mà ngươi phải chế ngự nó. Thực sự có những lúc mình tức lắm, cũng giận lắm, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Cũng là linh mục như nhau, cũng là tu sĩ như nhau, mà tại sao người này thì được coi cái sứ ngon thế này, còn mình phải đeo heo hút gió chẳng hạn. Cũng có những linh mục phân bì chứ. Tại sao cũng cùng lớp mà người này thì được đi du học, còn mình ấy thì là sa tít mù khơi hoang đảo hay là dấu điểm gì đó. Cũng tuổi cũng... Tại sao cũng là tu sĩ mà giống như Faustina chẳng hạn. Nếu mà không khắc chế được thì Faustina cũng buồn. Tôi cũng đi tu, chị ấy cũng đi tu, mà tại sao chị được đi coi ca đoàn, đi dạy giáo lý, còn tôi thì cứ lủi thủi hết xuống bếp ra ngoài vườn thì lại xuống ao, là sao? Thế không ạ? Cho nên phải khắc phục mình nhận ra rằng là làm cái gì không quan trọng đối với Chúa, dâng cái gì không quan trọng đối với Chúa, nắm giữ chức vụ gì cũng chẳng nghĩa lý gì đối với Chúa. Cái điều quan trọng là cái tấm lòng của mình.
Teresa Hội Đồng Giê-xu nói, cho dù nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị cứu được một linh hồn. Không phải cứ đi đông đi tây làm những việc lớn mới là bổn mạng các sứ truyền giáo Teresa Hội Đồng Giê-xu trong bốn bức tường, mà âm thầm lặng lẽ dâng hy sinh cầu nguyện bìa làm bổn mạng các sứ truyền giáo, giống như là một Francisco đi đông đi tây để loan truyền tin mừng. Cho nên đối với Chúa, đường lối của Chúa khác đường lối của con người, suy tính của con người khác suy tính của Chúa, và cái đánh giá của con người cũng hoàn toàn khác với Thiên Chúa. Thiên Chúa thì nhìn tấm lòng, con người thì nhìn của lễ. Thiên Chúa thì nhìn cái ý, còn con người thì chỉ nhìn cái việc làm. Thấy việc làm như vậy là đánh giá, không cần biết cái ý nó là gì. Xây cái nhà thờ đó, nhưng mà cái ý là muốn khoe, muốn được vinh danh. Còn Chúa thì Chúa thấy cái ý đồ là nó tốt lành, Chúa đánh giá, dù là nó không làm được những chuyện lớn lao như người khác. Cho nên Chúa nói với Cain rằng là nếu mà con làm điều tốt thì con cứ ngửa mặt lên. Có những người không dám ngước mắt nhìn người khác, nói chuyện đối thoại chẳng dám ngước mắt nhìn ai cả, mắt cứ lấm la lấm lét, cứ nhìn chỗ khác nói chuyện. Mình là người lãnh đạo, mình là người chủ chịu trách nhiệm, mình phải dám can đảm nhìn thẳng mặt người khác mà nói chuyện, mà đối thoại chứ. Tại sao lại cứ phải nhìn chỗ khác lấm la lấm lét là sao? Chú nói với Cain là nếu mà con làm điều tốt thì con ngước mắt nhìn thẳng, nhìn lên, có gì mà sợ. Nhưng mà vì con có ý đồ xấu mà không kiềm chế được, ma quỷ nó rình, mà con phải khắc phục nó, con phải khống chế nó, nhưng mà con lại để cho nó kiểm soát con. Cho nên lòng ganh tị, ganh tích, ganh ghét nó sôi sùng sục trong Cain, và nó thúc đẩy Cain, mặc dù đã được Chúa cảnh báo, nhắc nhở rồi, nhưng mà Cain đã không thắng được. Và khi hai anh em Cain nói với Abel, chúng mình ra ngoài đồng đi. Khi anh em đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến và giết Abel em mình. Ta thấy khủng khiếp không? Cái sự ghen tị, cái máu ghen tức, nó đưa đến cái chỗ gọi là thù hằn, thù oán, oán giận. Mặc dù, hỏi anh chị em, Abel có làm gì lỗi không? Có không? Không. Abel có xúc phạm gì đến Cain hay không? Không. Abel có chống lại Cain không? Không. Không làm thiệt hại gì, không chống, không làm gì cả. Chỉ vì cái tội là ganh tị, Cain cho rằng Abel được Thiên Chúa yêu thương hơn mình, mà không nghĩ rằng chuyện Thiên Chúa đón nhận Cain và Abel như nhau. Như nhau, Chúa yêu thương mọi người như nhau, không có sự thiên vị. Nhưng mà vì con người mình không có tấm lòng thương xót, không có tấm lòng yêu thương, đón nhận lòng thương xót của Chúa để biết thực hành lòng thương xót ấy với những người khác. Cho nên từ cái tấm lòng của mình mà cho rằng tấm lòng của Thiên Chúa như vậy, và từ đó mới nảy sinh cái sự ganh tức, ganh tị. Còn Thiên Chúa yêu thương mỗi người mỗi cách khác nhau. Cũng như cha mẹ yêu thương con cái, thằng cả, thằng giữa, thằng út đều yêu thương như nhau, nhưng cách diễn tả thì có khác nhau. Ta nói dầu con út khó con út, bao giờ cũng thương cái thằng út hơn vì thế này thế kia. Nhưng mà vì nó là con út, không có nghĩa là thương thằng con út thì không thương thằng con cả. Nhưng mà diễn tả khác nhau. Thì Thiên Chúa cũng thế. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta theo cách của Thiên Chúa, mà luôn luôn là yêu thương. Vì đó là căn bản
phát xuất từ sự công bằng. Phải có công bằng rồi mới nói yêu thương được. Và Thiên Chúa là đấng công bằng vô cùng. Nhưng mà con người vì cái đầu óc mình nhỏ hẹp, vì cái đầu óc của mình chỉ muốn hơn người, không có lòng thương xót, cho nên nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương Aben hơn mình. Anh chị em mình cũng vậy. Chúa ban cho mỗi người ân huệ khác nhau, những cơ hội, những điều kiện khác nhau, tùy theo mỗi người. Nhưng mà mình không biết tận dụng ân huệ Chúa, chưa biết sử dụng tất cả thời giờ, khả năng, sức lực Chúa ban, mà chỉ chăm chăm chú nhìn coi người khác nó có tiền hơn mình là mình tức, nó nhà cửa hơn mình là mình tức, nó được nổi tiếng hơn mình là mình tức. Ngoài đời người ta ganh tức với nhau, rồi trong đạo cũng bị cái máu ganh tức. Ca đoàn này hơn ca đoàn kia, nhóm này hơn nhóm kia, rồi xứ này hơn xứ kia, cộng đoàn này hơn cộng đoàn kia. Rồi ngay cả những người đi tu, linh mục tu sĩ cũng không thoát khỏi cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Tôi xét lại bản thân mình, tôi thấy nếu Chúa không gìn giữ, nếu Chúa không cảnh cáo, cảnh báo nhiều lần, thì cái máu ganh tị, máu hơn thua cũng chẳng kém gì ai đâu, thưa anh chị em. Thấy người khác nổi thế tiếng hơn mình là mình khó chịu. Thấy người khác có chức tước địa vị hơn mình là mình điên lên. Thấy người khác họ được cái này, được cái kia mà mình không có, không được, là mình cảm thấy tủi thân, tủi phận, rồi dễ bất mãn, rồi càm ràm, rồi lẩm bẩm, rồi sầm si, rồi thì đi nói xấu. Cứ như thế thưa anh chị em, làm cho cuộc đời của chúng ta nó không còn vui nữa. Cái người mà ganh tị người khác, anh chị em thấy giữa Cain và Aben, ai là người khổ hơn ai? Cain chứ đúng không? Aben hồn nhiên vô tư, khi chết ông chẳng biết gì cơ mà. Ơ tại sao anh lại giết em? Tại vì mày hơn tao, tao giết mày. Thì cái người nào mà càng ganh tức bao nhiêu, càng ganh tị bao nhiêu, thì lại càng khổ bấy nhiêu. Cứ suốt ngày đi nói xấu người khác, suốt ngày đi tìm vạch lá tìm sâu, rồi chẻ sợi tóc làm tư, để tìm mọi cách để mà hạ người kia xuống để mình được lên. Như vậy thì được ích gì thưa anh chị em? Cho nên ngày hôm nay, ngày mùng 4 Tết, ngày mình nhìn lại cuộc đời của mình, cách hành xử của mình trong năm cũ, nếu có những cái gì như Cain, ganh tị, ganh tức, ghen ghét, phân bì, so đo, tính toán với những người trong gia đình của mình, với những anh chị em trong nhóm sinh hoạt của mình, với những anh chị em trong cộng đoàn dòng tu của mình, với những anh chị em đồng đạo của mình là linh mục, là tu sĩ, xin Chúa cho mỗi người hãy nhìn vào tấm gương của Cain và Aben. Đức Chúa nói với Cain: Aben, em ngươi đâu rồi? Cain thưa: con không biết, con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán: ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Đấy thưa anh chị em, hậu quả của sự ghen tị, của sự ghen tức là như vậy. Gieo gió thì phải gặt bão. Chúa sẽ hỏi mỗi người: Aben, em ngươi đâu? Người mà ngươi đang ghen ghét đâu rồi? Con không có biết, ngươi đã ghen với nó, ngươi đã ghét nó, ngươi đã nói xấu nó, ngươi đã lên mạng chửi rủa nó,
ngươi đã xúi người phỉ báng nó, ngươi đã tìm mọi cách hại nó, máu, tiếng máu của nó thấu lên trời rồi. Ngươi phải trả lẽ về tất cả những gì ngươi đối xử với người mà ngươi ghen tức, ghen tị. Cain thưa, hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đấy, hậu quả của sự ghen tị, của sự ghen tức là như thế. Ghen ghét, ghen tị, ghen tức. Ghen ăn tức ở là gà tô. Ghen là G, ăn là A, T là tức, O là ở, hoặc là ăn bánh gà tô là ghen ăn tức ở. Hậu quả là như thế đó. Nhưng ta thấy một Thiên Chúa rất công bằng, nhưng vẫn giàu lòng thương xót ở điểm này. Không đâu. Ai gặp con trên mặt đất sẽ giết con. Không đâu. Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông không giết ông. Chúa vẫn còn giàu lòng thương xót. Mặc dù Ngài công bằng, nhưng không bao giờ Ngài không tỏ lòng thương xót. Luôn luôn thương xót, luôn luôn tạo điều kiện, tạo cơ hội cho con người được quay trở về. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mỗi một người chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn vào gia đình, nhìn vào cộng đoàn của mình, nếu thấy có những cảnh ghen ăn tức ở, ta cười xòa và nói bình thường thôi. Chuyện đã xảy ra từ tạo thiên lập địa, và có lẽ cho đến tận thế vẫn cứ như thế. Cứ như thế, vì Chúa cho con người được tự do. Tự do đón nhận tình yêu thương để xót thương, hay là tự do để cho ma quỷ nó nhập vào mình rồi lòng mình nảy sinh sự ghen tị, ghen tức. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco, Ngài mới nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ, và có lẽ cả chúng tôi nữa, anh em linh mục, hết sức tránh thói nói hành nói xấu người khác, và hãy có tinh thần khôi hài vui tươi trong cuộc sống. Vào cuối thánh lễ chiều tối ngày 2 tháng 2 năm 2021, tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, Đức Thánh Cha nói: một nữ tu trẻ vừa vào nhà tập hạnh phúc, chị thấy một nữ tu già tốt lành thánh thiện. Chị cao niên hỏi tập sinh: con thấy thế nào? Tập sinh đáp: thưa mẹ, đây là thiên đàng. Nữ tu già nói: khoan đã, có luyện ngục. Đức Thánh Cha giải thích: đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn, đó là một luyện ngục. Chúng ta cần có can đảm để tiến qua. Tôi muốn đề ra hai điều có thể giúp đỡ anh chị em. Trước tiên, xin anh chị em hãy xa tránh tật nói hành nói xấu, vì điều này giết hại đời sống cộng đoàn. Đừng nói xấu người khác. Nhưng thưa cha, điều này không dễ dàng, vì nhiều lần nó xuất phát từ con tim của con mà. Đúng vậy, nó đến từ con tim, từ sự ghen tương, từ bao nhiêu thứ tội đầu mà chúng ta có trong tâm hồn. Hãy xa tránh nó. Vậy cha có thuốc gì để chữa nó không? Có phải là cầu nguyện sống tốt lành không? Đúng vậy, có một thứ thuốc rất là cây nhà lá vườn. Đó là con hãy cắn lưỡi trước khi nói xấu người khác. Con hãy cắn lưỡi trước khi nói xấu người khác. Như vậy, lưỡi con sẽ bị sưng to trong miệng và con không thể nói xấu được nữa. Làm đi anh chị em. Trước khi nói xấu người khác, cắn lưỡi mình. Cắn như vậy thì lưỡi mình sưng to lên rồi, còn lấy gì mà nói xấu người khác được nữa.
Vậy xin anh chị em hãy xa tránh tật nói hành nói xấu, nó phá hủy cộng đoàn. Rồi có một điều thứ hai tôi khuyên anh chị em trong đời sống cộng đoàn: thường có bao nhiêu điều không ổn từ các bề trên, từ người cố vấn và những điều khác. Bao giờ cũng có những điều làm chúng ta không hài lòng. Anh chị em đừng đánh mất tinh thần hài hước. Đó là thuốc chống lại sự nói hành nói xấu. Hãy biết cười về bản thân mình, cười về hoàn cảnh xung quanh, cả về những người khác. Đừng đánh mất tinh thần hài hước. Hãy tránh xa tật nói hành nói xấu. Điều tôi khuyên anh chị em không phải là một lời khuyên quá giáo sĩ, nhưng là nhân bản để tiến bước trong sự kiên nhẫn. Cho nên đừng đánh mất tính hài hước. Nó giúp ta chống lại tính nhiều chuyện, biết cách cười chính mình với trái tim nhân hậu, cười trước các tình huống và thậm chí với người khác. Đừng đánh mất tính hài hước và đừng nói xấu người khác. Đấy là cách mà giúp chúng ta tránh được cái máu ganh tị, tránh khỏi ăn bánh gà tô. Lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta cứ đòi dỗ lại từ trời. Chúa thở dài não ruột. Chúng ta thấy Đức Giêsu thấy con người nó cứng lòng, họ cũng ganh tị với Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu thực hiện được những điểm thiêng dấu lạ. Họ không chấp nhận. Những người Pha-ri-siêu tranh luận với Đức Giêsu, tại sao ông lại có thể làm được những điều này điều kia, cũng là vì cái máu ganh tị, muốn hơn thua, lấy quyền đâu mà làm cái chuyện đó. Ông dám vi phạm ngày Sa-bát, luôn luôn tìm mọi cách chống lại Đức Giêsu vì chỉ ganh tị. Đức Giêsu được người dân quý mến, được người dân nghe theo, được người dân đi theo, còn họ nói chẳng ai buồn nghe, chẳng ai muốn theo, vì họ nói mà không làm, vì họ chỉ lý thuyết mà không thực hành. Cho nên Đức Giêsu nói thẳng với họ thì họ không chấp nhận, cho họ ganh tị. Ganh tị còn thách đố là muốn tìm một dấu lạ. Chúa Giêsu không đi vào cái guồng đấu đá hơn thua với họ. Không cần, không cần thiết. Ngài thở hơi dài não ruột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Chúa Giêsu không có bị khích tướng để lao vào cuộc hơn thua, tranh hơn tranh thua với họ, tranh luận đấu đá với họ. Không cần thiết. Và bỏ họ đó, người xuống thuyền qua bờ bên kia. Với những người hay tranh luận vì ganh tị, chúng ta hãy như Đức Giêsu, bỏ họ đó đi sang bờ bên kia. Đừng có dừng lại để mà tranh hơn tranh thua với họ. Họ muốn hơn thì cho họ hơn, họ muốn thắng thì cho họ thắng. Ta đi chỗ khác, sang bờ bên kia. Hãy sang bờ bên kia, đừng có đứng lại mà tranh hơn tranh thua với họ. Vì họ cố chấp, vì họ ngoan cố, họ muốn tìm cách để hại mình. Thôi để họ đó mà sang bờ. Thánh Phúc Tị Nô và Thánh Jovita. Thưa anh chị em, chúng ta đã qua 3 ngày Tết vui, bình an. Và hôm nay là ngày thứ 2, 15 tháng 2, mùng 4 Tết. Ngày mai thứ 3, mùng 5 Tết. Rồi tới thứ 4, mùng 6 Tết, bước vào mùa chay với lễ trò. Cho nên còn 2 ngày nữa chúng ta vui xuân. Cho nên hết 3 ngày Tết rồi thôi. Còn 2 ngày nữa là mùng 4, mùng 5. Chúng ta tiếp tục đi thăm nhau. Có lẽ công ăn việc làm cũng chưa có, rồi anh chị em cũng còn nhiều thời giờ để nghỉ ngơi. Mời anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện bên nhau, chia sẻ với nhau và đi thăm nhau trong những ngày đầu năm mới này. Và anh chị em đi thăm, nhớ mọi người có món quà Tết, đấy là chiếc máy các bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, radio Lòng Chúa Thương Xót, để anh chị em gửi tặng cho những người mà mình đến thăm. Món quà xuân Lòng Chúa Thương Xót ý nghĩa và giá trị nhất. Xin anh chị em đừng quên nha. Yeah.
Hôm nay mời anh chị em chúng ta cùng gặp gỡ hai vị thánh là Faustino và Jovita. Thánh Faustino không phải Faustina. Faustina là thánh nữ, còn Faustino là nam. Thánh Faustino và Jovita là hai anh em ruột sống ở Brescia, nước Ý. Ngày hôm qua chúng ta cũng có hai anh em ruột là Cirillo và Metodio. Hôm nay là Faustino và Jovita. Các ngài là những thành viên trong số những Kitô hữu tử đạo tiên khởi. Các ngài đã chịu đau khổ suốt cuộc bách hại của vua Hadriano ở thế kỷ thứ 2. Hồi còn niên thiếu, Faustino và Jovita rất được mọi người biết đến vì lòng mộ mến tôn giáo của mình. Các ngài cũng làm nhiều việc bác ái Kitô giáo. Các ngài cùng nhau giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn nghèo túng. Đức Giám mục Giáo phận Brescia đã truyền chức linh mục cho các ngài, và các ngài bắt đầu rao giảng khắp nơi cho cả người giàu lẫn người nghèo. Hai anh em ruột làm linh mục đi hoạt động tông đồ truyền giáo. Các ngài đã hy sinh hết mình để đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. Bởi vì lúc ấy đang là thời kỳ bắt đạo, cho nên người ta rất dễ hoang mang lo sợ. Nhưng đối với Faustino và Jovita thì không thế. Các ngài chẳng hề sợ hãi những binh lính, dù những người này đã thực sự giết hại rất nhiều Kitô hữu. Khi nhà vua nghe biết Faustino và Jovita dám công khai giảng dạy, vua liền ra lệnh bắt giam các ngài và cho lính tra tấn hành hạ các ngài. Vua hy vọng rằng nhục hình sẽ làm cho các ngài phải im lặng. Thế nhưng dù phải chịu đau khổ, hai linh mục vẫn cương quyết rao giảng về Chúa Giêsu. Các ngài vẫn giữ tư thế cầu nguyện ngay cả trong chốn lao tù khủng khiếp ấy. Các ngài thật sự sẵn lòng hiến dâng hết những đau khổ của mình cho Thiên Chúa. Faustina, Faustino và Jovita đã khích lệ nhau: hãy cứ can đảm, dù có phải chết vì Chúa Giêsu như các thánh tử đạo. Cả hai anh em vẫn một lòng cương quyết giữ vững niềm tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu cho tới lúc chịu tử đạo. Tấm gương anh dũng của các thánh Faustino và Jovita thật là một hiệu lệnh đánh thức tất cả chúng ta ngày hôm nay. Sứ mạng loan báo làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Thiên Chúa hài lòng biết bao khi mà thấy chúng ta giúp nhau học hỏi về đức tin. Như thánh Faustino và Jovita, hai anh em khuyên bảo nhau yêu mến, khuyên bảo nhau chịu đau khổ và sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Trong một gia đình mà có hai anh em làm linh mục, rồi hai anh em làm thánh, và hai anh em là hai thánh tử đạo, thật là quý hiếm. Và ngày hôm nay, thưa các bạn, chúng ta thấy có nhiều người muốn được biết đến lòng Chúa thương xót, nhưng mà không có ai làm công việc đó cho họ. Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay nhiều anh chị em đã đáp ứng lời mời gọi đó và làm công việc loan báo, làm chứng, rao giảng. Mặc dù bây giờ người ta không cấm đoán như là thời của thánh Faustino và Jovita, thời đó không được giảng công khai, vua ra lệnh bắt giam và cho lính tra tấn hành hạ, rồi dùng nhục hình, dùng đau khổ bao nhiêu là thử thách để cho hai vị đó phải từ bỏ niềm tin của mình. Nhưng hai anh em dù ở trong ngục vẫn cương quyết rao giảng ngay trong ngục, và ngay trong ngục cũng trong tư thế quỳ cầu nguyện để cho mọi người thấy được niềm tin của mình như thế nào. Và hai anh em
khuyên bảo nhau, nhắc nhở nhau, động viên nhau. Trong cuộc sống mà nếu có những người đồng chí, đồng cảm như vậy, ta thấy cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa của mình đỡ cô độc. Chúng tôi rất là vui khi anh chị em, nhất là các bạn trẻ, cùng với chúng tôi làm công việc này. Nhóm Thiện Nguyện Tín Thác vẫn tiếp tục ra đi loan báo bằng những chuyến công tác bác ái. Mặc dù Tết có nhiều khó khăn, nhưng anh em vẫn cố gắng dành thời giờ để đi đến những người nghèo, những người khó khăn và gửi tặng cho họ món quà xuân lòng thương Chúa thương xót. Nhất là đi về Tây Ninh, Tây Ninh nắng cháy da người, tan 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 tan. Anh em đi về Tây Ninh, đến những cái vùng sâu vùng xa đó. Mà hôm nay xin nhân ngày đầu năm chia sẻ với anh chị em một câu chuyện rất là vui thế này. Trước Tết có một nhóm khoảng chừng 12 người, họ đến buổi trưa 12 giờ sau khi ăn cơm xong ở trung tâm mục vụ. Tôi đi dạo ra ngoài cổng, thấy nhóm họ gọi cha Long, họ chạy vô. Chạy vô thì có một chị giới thiệu nói là đây là thành viên mới của cộng đoàn. Bảo thành viên sao? Bảo ông cụ này là ông mới được rửa tội. Hỏi thăm thì ông ở dưới bên Gò Dầu, Phú Cường. Rồi hai ông bà đấy, ông ấy thì là 76, bà 74. Hai ông bà không là người không có đạo. Rồi có một người chị em đến gửi tặng cho cái máy radio lòng Chúa thương xót. Người tặng cho hai ông bà già, ở nhà không biết làm gì, mở lên nghe. Rồi lâu lâu họ ghé lại họ thăm. Rồi cứ từ từ hai ông bà nghe thấm. Rồi họ đến họ cầu nguyện, đến chia sẻ, thăm hỏi. Một năm sau thì hai ông bà quyết tâm xin học đạo rửa tội. Ông bà, ông già đến cho tôi coi tấm hình, chụp vào trong một nhà thờ. Hai ông bà được rửa tội, rồi hai ông bà được hợp thức hóa hôn phối. Có cha đứng chụp hình. Rồi ông ấy cầm tặng cho tôi, bảo đây là con đến để con tạ ơn Chúa, con đến để con làm chứng cho Chúa. Và gửi tặng cha món quà Tết. Đố anh chị biết món quà Tết đó là gì? Lấy cái bịch túi xốp ra, moi ra, một hộp là khoai mì đã luộc rồi, một hộp còn lại là khoai sọ cũng đã luộc và gọt vỏ rồi, cắt ra từng miếng. Rồi bên đó là một ống nhỏ nhỏ là muối mè, bỏ để cho chấm khoai mì ăn với muối mè nó mới ngon. Rồi sau đó đưa tôi một bịch rau xanh sạch, rau mồng tơi nhà con chồng. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giọng mồng tơi xanh rợn. Hai ông bà đến và tạ ơn Chúa với hai cái món quà là một hộp khoai lang, hộp khoai sọ và một bịch rau, hết sức dễ thương. Mấy chị em cười tươi vui, hai ông bà cũng cười tươi, nói con từ hôm con theo Chúa giờ là con khỏe ra, ăn được ngủ được, trước giờ là cứ mất ngủ, giờ mỗi lần nghe máy là ngủ. Rồi 3 giờ chiều nào cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót, và tối lần chuỗi mình côi, rồi nghe máy ngủ. Hai ông bà vẫn ra làm cái vườn nhỏ nhỏ khỏe. Rồi sau đó hai ông bà lại giới thiệu cho hai một cặp vợ chồng khác khoảng 40, cũng đang học đạo và chuẩn bị để rửa tội. Tôi cầm cái máy, hồi chiều tôi nói với người cháu linh mục của tôi đến chúc Tết, nói cha mới, cha chịu khó đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi, kể cho cha nghe câu chuyện đó để cha tin rằng là Chúa làm nhiều cái lạ lùng lắm. Bảo món quà xuân này năm nay cha gửi bao nhiêu, nói tôi gửi 30.000 món quà xuân này tôi gửi tặng, và nhận lại được hai linh hồn, hai ông bà, một người 76, một người 74. Lời quá rồi, lời
được cả và thế gian này mất linh hồn thì được ích gì, mà đây được linh hồn đó thì hơn cả thế gian này mà. Cho nên vui lắm thưa anh chị em. Nói đây, ở đâu mà ra mấy đâu mà nhiều thế? Tôi nói tôi cũng còn không biết. Chúa làm cái điều lạ lắm. Chúa nói, ta nói con làm. Tôi nói Chúa không cho con được lấy gì con làm. Chúa bảo cứ làm rồi ta cho. Tôi bảo thì nếu mà Chúa cho con làm, mà Chúa cứ cho thì con cứ làm. Còn khi nào Chúa không cho nó thôi nghỉ. Mà làm tới giờ hơn 10 năm rồi vẫn không bao giờ hết. Giống như bình dầu không bao giờ cạn và hũ bột không bao giờ vơi. Như những cái công tác bác ái trước Tết và trong Tết cũng vậy, cho tới bây giờ vẫn cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Tháng nào đủ tháng đó, và nhu cầu nào đủ nhu cầu đó, phát sinh cái nào thì Chúa cho cái đó. Nó vô cùng lạ lùng, vô cùng kỳ diệu. Xin chia sẻ với anh chị em cái điều đó, để trong ngày mùng 4 Tết ngày thứ hai 15 tháng 2 đầu tuần, anh chị em chúng ta nghe câu chuyện vui và thấy hoa trái của lòng Chúa thương xót, để mình kiên trì, kiên nhẫn như là hai vị thánh, hai anh em ruột, linh mục Faustino và Jovita đã dám hy sinh chính mạng sống mình, chịu đau khổ, nhục hình đủ mọi thứ mà vẫn không đánh mất niềm tin của mình, và vẫn ngay ở trong ngục, vẫn cầu nguyện, vẫn loan truyền. Thì anh chị em mình có khó khăn cách mấy, có thử thách cách mấy thì vẫn có những khe để mình lách, vẫn có con đường để mình đi đem lòng Chúa thương xót đến với mọi người. Và khi đón nhận lòng Chúa thương xót như vậy thì mùa xuân đất trời có qua đi, mùa xuân lòng thương xót vẫn còn mãi mãi. Chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới, là ngày thứ hai đầu tuần, tuần lễ mới vui tươi bình an, năm mới tràn đầy hạnh phúc và sống an lạc. Mùng 4 Tết, chúng ta còn được ngày mai nữa, mùng 5 Tết, ngày thứ ba mùng 5 Tết là nghỉ để bước vào thứ tư 17 tháng 2 mùng 6 Tết là thứ tư lễ cho nha, thưa anh chị em và các bạn. Ngày ăn chay kiêng thịt. Một năm mình chỉ có hai ngày ăn chay kiêng thịt chính thức luật buộc là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên ai đi đâu đi chúc Tết thì đi chúc Tết, vui chơi thì vui chơi, nhưng mà đừng quên ngày thứ tư 17 tháng 2 là ngày mùng 6 Tết thứ tư lễ cho ăn chay kiêng thịt. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết 15 tháng 2. Tôi mới nhận được một người bạn gửi cho một cái tin nhắn nhưng mà khá dài. Tựa đề là bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn sống với ai. Chim mừng sống trong chuồng gà sẽ mất đi bản lĩnh bay cao. Sói sống lẫn với kiều sẽ mất đi bản năng bá chủ. Bạn là ai không quan trọng bằng việc bạn ở cùng ai. Bạn ở với người ra sao, bạn sẽ có cuộc đời như vậy. Bạn ở cùng người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Bạn ở cùng người tích cực, bạn sẽ không suốt ngày ủ rũ hay chán nản. Bạn đồng hành cùng kẻ trí, bạn sẽ trở nên phi thường. Bạn làm ăn với cao nhân, bạn sẽ đăng lên đỉnh vinh quang. Trong cuộc sống, bạn ở cạnh ai, bạn chơi với ai, điều này rất quan trọng. Thậm chí nó có thể thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống của bạn, quyết định thành bại cuộc đời bạn. Bạn ở với người ra sao, bạn sẽ có cuộc đời như vậy. Hãy tránh xa những người luôn tiêu cực, ủ rũ hay chán nản. Bởi lẽ họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn lúc nào không hay. Bạn sẽ dần dần trở nên tầm thường, dần dần trở nên một phần trong quần thể của họ. Người tích cực giống như ánh mặt trời, đi tới đâu tỏa sáng tới đó. Người tiêu cực giống như mặt trăng, khuyết nhiều hơn tròn. Thái độ quyết định tất cả. Người có thái độ ra sao sẽ có một tương lai như vậy.
tính cách quyết định vận mệnh. Bạn có tính cách ra sao, bạn có cuộc đời như vậy. Có người nói, đời người có ba chuyện hạnh phúc. Ba chuyện hạnh phúc: thứ nhất, khi đi học gặp được thầy cô tốt. Thứ hai, khi đi làm gặp được người hướng dẫn có tâm. Và thứ ba, khi kết hôn gặp được người bạn đời phù hợp. Nhiều khi chỉ một nụ cười ngọt ngào của họ, chỉ một câu nói hỏi thăm đơn giản thôi, cũng đủ làm bừng sáng cả cuộc đời của chúng ta. Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời chính là vì bên cạnh thiếu đi những người tích cực cầu tiến, thiếu đi những người có tầm nhìn xa trông rộng, mà cuộc đời bạn trở nên tầm thường, mất đi ánh sáng. Có một câu nói rất hay rằng, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng ai. Bạn vốn dĩ là người rất ưu tú, nhưng vì những người tiêu cực chung quanh ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn mất đi áp lực tiến lên, mất đi động lực tiến về phía trước, rồi trở nên buông thả và tầm thường. Các cụ bảo rồi, giọng của Họa Mi và Khổng Tước là không giống nhau. Kim Kê và Quạ Già cũng không cùng một tổ. Nếu bạn muốn trở nên ưu tú hơn, hãy chơi với người thông minh. Có vậy bạn mới thông não ra. Bạn có ở với người giỏi giang, bạn mới trở nên vượt trội. Ở cùng người lạc quan, tích cực, sởi lởi, hào phóng, bạn sẽ không ngừng tiến lên. Gặp chuyện khó khăn vẫn luôn nghĩ rất mờ, nhìn xa trông rộng, không bị bó buộc, tự mình làm chủ cuộc đời của mình, tiêu diêu tự tại. Đối mặt với khó khăn cũng luôn rất kiên cường, không bỏ cuộc, không ngừng đi hòa giải, tự dựa vào mình, vĩnh viễn không bao giờ thua. Với những người tích cực, chúng ta bổ sung cho nhau, nhắc nhở nhau, đối xử chân thành với nhau, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, luôn thúc đẩy, nhắc nhở nhau, không đi chệch đường lối, không suy nghĩ linh tinh, luôn tỉnh táo sáng suốt, không hại nhau, không tính toán với nhau hay cảnh giác với nhau. Tôi chọn những gì tôi yêu thích và tôi chịu trách nhiệm với nó. Mây từng nào sẽ gặp gió từng đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sưu tập ở trên mạng hay là trên web gì đó. Thưa anh chị em, về đối nhân xử thế là như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chọn bạn mà chơi. Đó là điều mà ngày xưa, ngày còn bé, bố mẹ tôi cũng vẫn dạy tôi như thế. Phải chọn bạn mà chơi. Bố mẹ đang nói thì không nghe, bạn nó ới cái là đi ra liền. Mẹ tôi hay mắng tôi như thế. Bạn bè nó ới cái là chạy đi chơi, đi nô, đi đùa, vân vân. Đúng như thế. Rồi gặp được người thầy tốt, gặp được người đồng nghiệp có lương tâm, gặp được một người bạn đời cảm thông với mình, đó là cái hạnh phúc vô cùng. Suy nghĩ như thế rất đúng, rất hợp với lẽ tự nhiên, lẽ thường tình. Đối nhân xử thế, sống như vậy cũng đã là đẹp lắm rồi, ta đúng lắm rồi. Nhưng hôm nay mùng 4 Tết, câu chuyện đầu năm muốn chia sẻ thêm với bạn là mình phải làm sao. Thay vì chọn bạn mà chơi, mình sống như thế nào để người ta chọn mình mà chơi. Tại vì trong cái chọn bạn mà chơi, ta nói là phải chọn những người bạn tích cực, chọn những người bạn lạc quan, chọn những người bạn thông sáng thì mình được thông não. Chọn những người bạn mà một nụ cười, một ánh mắt của họ có thể làm cho mình phấn khởi, phấn chấn. Đúng không ạ? Bạn vừa mới chia sẻ với tôi như thế. Bây giờ tôi nói ngược lại là bây giờ bạn phải sống như thế nào đó để người ta chọn bạn á, mà họ chơi với bạn á.
sự sáng của anh em phải chiếu rãi ra trước mặt mọi người, để thiên hạ trông thấy việc lành tốt lành, trông thấy việc tốt lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời. Anh em là muối đất, là ánh sáng cho cuộc đời. Anh em là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Vậy thì các bạn sống như thế nào để người ta chọn các bạn mà người ta chơi? Chơi với người đó đi, xong mà chơi với nó, ta biết nó cầu nguyện suốt sáng, ta biết nó có lòng thương xót, sao mày biết nó là thành viên của cộng đoàn lòng Chúa thương xót? Chơi với nó đi. Lúc mày buồn, nó an ủi mày. Lúc mày thất vọng, đau ốm bệnh tật, nó cầu nguyện cho mày. Lúc mày không có ai chia sẻ, nó lắng nghe mày. Lúc mày cần giúp đỡ, nó đưa bàn tay. Chơi với nó đi. Đó, bạn sống như thế đó đó. Con cái của lòng Chúa thương xót, tông đồ của lòng Chúa thương xót, chứng nhân của lòng Chúa thương xót là để cho người ta chọn mình mà người ta chơi. Chọn bạn đó, tức là chọn bạn đó, chứ không phải bạn chọn người bạn. Nhưng mà người bạn của bạn chọn chính bạn để họ chơi, vì bạn là tông đồ lòng Chúa thương xót. Người tông đồ lòng Chúa thương xót sống đúng, sống đẹp, sống thật đúng và sống rất đẹp. Đúng cái gì? Đúng như lời Chúa dạy. Đẹp làm sao? Đẹp lòng Thiên Chúa. Sống đúng lời Chúa dạy và sống đẹp lòng Thiên Chúa. Như thế thì bạn sẽ là người mà người ta chọn bạn để người ta chơi. Đã, đã chứ. Và như thế, như thế mình mới thực sự là tông đồ của lòng Chúa thương xót chứ. Mình mới là tông đồ của lòng Chúa thương xót chứ. Người ta nói với nhau rằng là chơi với nó được lắm. Sao vậy? Nó không bao giờ nói xấu ai bao giờ. Tôi chưa nghe nó nói xấu ai bao giờ. Vì nếu mà nó nói xấu người khác với tao thì có nghĩa là nó cũng nói xấu tao với người khác. Bạn nhớ điều đó giùm tôi. Bạn đừng tưởng rằng bạn đưa câu chuyện làm quà, hay là bạn đừng tưởng rằng bạn nói xấu người ta thì bạn sẽ tốt. Giống như là hạ người ta xuống để mình lên. Không có đâu. Khi mình bạn hạ người ta xuống có nghĩa là bạn thấp hơn người ta. Vì bạn thấp hơn người ta, bạn mới phải đưa, bạn kéo người ta xuống bằng, rồi dí người ta xuống để nó thấp hơn mình. Nhưng mà khi bạn đưa tay kéo người ta xuống thì bạn đã thấp rồi. Thấp mới kéo xuống chứ. Còn nếu bạn ở trên cao thì bạn lôi lên chứ đường này và kéo xuống chứ. Nó thấy không ạ? Cho nên là hôm nay những ngày đầu năm mới, mình đang ăn cơm mới nói chuyện cũ. Ăn cơm mới nói chuyện cũ. Mà cái chuyện cũ đó mình gạn đục hơi trong, để thấy cái nào chuyện cũ vẫn có những cái hay, cái nào hay thì giữ lấy, làm nó hay hơn trong năm mới này. Còn cái nào mà xấu, nó cũ mà nó xấu, nó không còn tốt nữa, không còn hợp nữa thì thôi, vĩnh biệt tình em. Ôm theo nó làm gì vào năm mới làm chi. Cho nên có những người bạn chưa tốt, tôi không nói là không tốt, ai cũng có thể tốt, họ chưa tốt mà thôi, chứ phải không tốt. Họ chưa tốt là vì họ chưa gặp được người bạn tốt, thế thôi. Mà chưa được gặp người bạn tốt là tại sao? Vì tại vì tôi chưa tốt, bản thân tôi chưa tốt thì làm sao mà họ gặp được tôi là người bạn tốt để mà họ tốt được. Cho nên trách họ không tốt không đúng, mà trách họ chưa tốt. Mà trách họ chưa tốt cũng nghĩa là trách tại vì tôi chưa tốt,
cho nên họ không gặp được người bạn tốt để họ trở nên tốt. Giá mà tôi là người tốt thì cái người bạn chưa tốt ấy gặp được tôi là người tốt thì họ sẽ đã trở nên tốt rồi. Như là cái bài chia sẻ chúng tôi vừa mới đọc cho anh chị em đó. Gặp được một người tích cực, gặp được một người thông sáng thì bạn sẽ thông não. Gặp được một người tích cực lạc quan thì bạn sẽ cảm thấy hồ hởi phấn khởi. Còn gặp một người mà lúc nào cũng đời em là bể sầu, gặp một người mà lúc nào cũng đời tôi đi tu nên đi cô đơn nên đi đâu, thậm chí đi tu cũng cô đơn. Gặp một người mà lúc nào cũng hát bài đồi thông hay mộ rồi thích coi phim xác chết trên cao nguyên thì bạn thấy là tại sao bạn không là cái người mà người ta đang đi tìm để mà gặp, để cho đời họ phấn khởi hơn, để cho họ lạc quan hơn, để họ tích cực hơn, để họ vui hơn. Bạn không là cái người đó. Thế năm mới này đổi mới mọi sự, chúng ta vẫn hát với kinh Chúa Thánh Thần: để ngài đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngài đến canh tân bộ mặt địa cầu trái đất, bộ mặt trái đất này. Canh tân bộ mặt trái đất này là canh tân bộ mặt của từng người. Mặt đất này thì có gì đâu mà gọi là canh tân, đất mà. Nhưng mà vì con người trên trái đất này nó cũ, nó xưa bởi những cái suy nghĩ lỗi thời không có hợp nữa, cho nên phải đổi mới để cho nó sống đúng và sống đẹp, sống đúng lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa, gọi là sống đúng, sống đẹp. Mà khi bạn sống đúng, sống đẹp như vậy thì người ta sẽ tìm đến với bạn. Bạn là ánh sáng cho thu hút người ta đến. Không quảng cáo, hữu xạ tự nhiên hương. Người ta tự người ta tìm đến, chứ tôi có đi tìm người ta đâu, tôi có quảng cáo đâu nào. Và người ta tìm đến và người ta cảm thấy là ở khi mà họ đến với tôi, họ cầu nguyện, họ thấy sốt sáng. Khi họ đến với tôi, họ cầu nguyện, họ thấy được bình an. Khi họ đến với tôi, họ cầu nguyện, họ thấy họ được ơn chữa lành. Chúa chữa lành cho họ, Chúa ban bình an cho họ, Chúa ban sức khỏe cho họ. Và như vậy thì hãy trở thành người mà họ tìm đến, làm cho họ cảm thấy được bình an, cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi, cảm thấy tích cực. Còn đúng là như là cái lời chia sẻ, mà gặp một người mà lúc nào cũng ủ rũ, cũng chán nản, trời ơi, đời ta đã buồn mà gặp mày ấy, thì lại còn buồn hơn là sao. Lúc nào cũng gặp cái bộ mặt đưa đám của mày, ta rầu quá. Hồi xưa mẹ tôi lúc nhà đói vì nghèo không có tiền ăn, mua gạo nợ đòi, ngồi mặt đứa nào đứa ủ rũ, mẹ tôi chửi: mày buồn mày có no được hay không mà mày buồn. Mẹ tôi không cho phép chúng tôi buồn bã than thân trách phận vì nghèo đói nghèo túng, có cứ cười hì hì vậy, ăn rau muống, chan canh rau muống luộc suốt, không có nước mắm mà lấy muối trộn, cũng phải cười, cũng phải vui, tích cực lạc quan thì người ta sẽ tìm đến. Tại sao có những cái người mà người ta thích tìm đến với họ, mặc dù họ chẳng có chức tước địa vị gì cả, mặc dù họ cũng chẳng có học vị bằng cấp gì cả, mặc dù họ chẳng có danh vọng gì cả, mà tại sao người ta cứ tìm đến? Mà tại sao có những người mà danh vọng địa vị chức tước càng cao bao nhiêu thì người ta càng xa lánh bấy nhiêu? Suy nghĩ đi. Và khi mình nắm địa vị chức tước mà mình cảm thấy cô đơn thì phải tự xét mình lại, tại sao người ta xa lánh mình. Chứ đừng có đổ là tại vì chức tước địa vị, ôi giờ bây giờ tôi có chức tước địa vị tôi là người cô đơn, không ai dám gần gũi tôi. Phải tự hỏi mình tại sao như vậy. Tại sao Đức Giê-xu kia mà nghe nó ùn kéo đến? Đức Giê-xu có tưởng ai, con ông Giuse với bà Maria, tưởng làm nghề gì thợ mộc, tưởng ở đâu ở Nazareth,
Ngươi tưởng sinh đâu sinh hang Bethlehem? Ngươi tưởng làm cái gì cáo của hang tổ gì đó, chim có tổ, cáo của hang người không có nơi tựa đầu. Vậy mà người ta cứ nùn ra heo là sao? Là vì thấy họ như thế thì Ngài chạy lòng thương và đưa tay chữa lành và giảng dạy họ nhiều điều, và các con hãy cho họ ăn. Đó, Ngài không hề tỏ lộ uy quyền, không hề chỉ tay năm ngón, không hề ra lệnh luật lệ luật lệ, mà hãy đến với ta, hỡi ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Có ai trong cuộc đời này nói với bạn như vậy chưa? Vậy thì bạn hay là người để người ta nói với nhau rằng này, đến với ông ấy đi, khó khăn à, đến đi. Bệnh tật hả, đến đi, ông ấy cầu nguyện cho. Có gì khó khăn không giải gỡ được, đến đi, không có cách ông giúp cho. Bây giờ đang bị bối rối hả, đến đi, rồi ông tư vấn cho. Đó, thưa anh chị em, làm sao mình phải trở thành cái người đó đâu? Một người bạn với mọi người, như là Phaolô nói, tôi có thể tự lập được, nhưng mà tôi tình nguyện trở thành nô lệ cho mọi người, thành mọi sự cho mọi người, để cứu lấy được vài người, để đem tin mừng đến cho họ, thì tôi phải trở thành người của mọi người. Và người ta đến với Phaolô, người ta cảm thấy được bình an. Người ta đến với Phêrô, người ta thấy được an tâm. Người ta đến với mẹ Maria, người ta thấy được an ủi. Tại sao người ta chạy đến với các thánh mà ta không chạy đến với con ma quỷ? Có khi ma quỷ nó còn có quyền lực hơn cả các thánh. Nó còn hành hạ các thánh mà, nó cám dỗ các thánh, rồi nó hành hạ các thánh như là Phô-xê-na. Nó thành như một con mèo đen, nó đè nặng ịch, rồi đôi khi nó quật đột giường luôn. Mà tại sao ta không chạy đến ma quỷ? Vì đến với ma quỷ ta chỉ thấy sự bất an, thấy sự lo lắng, sự bối rối. Còn đến với các thánh là thấy được bình an, dẫu rằng vẫn đói, dẫu rằng vẫn khổ, dẫu rằng vẫn bệnh, nhưng người ta được bình an. Thì đến với lòng thương xót Chúa, người ta được cái sự bình an đó. Mà năm mới này ai cũng mong có bình an, ai cũng mong được sức khỏe, ai cũng mong được mọi sự may lành. Vậy thì đến với Thiên Chúa để họ được cái đó. Và bây giờ mình được cái ơn Chúa rồi thì mình phải trở thành người mà người ta có thể đến với mình được. Bạn hay là người mà người ta có thể đến với bạn được, vì đến với bạn người ta thấy vui hơn, an tâm hơn. Mày nói chuyện với ông ấy đi, an tâm. Ông rất kín tiếng, ông không lắm chuyện đâu, ông không có nghe rồi ông đi buôn hay để bán đứng mày đâu. Thấy anh chị em thấy không? Đừng có nói với bà đó, nói đó bà mày chết đó. Mày nói xong là chốc cả làng cả xóm nó biết. Mày nói với bà được ích gì đâu, bà có giúp mày được đâu. Có khi bà còn thọc gậy bánh xe suối bậy. Anh em cẩn thận với cái thầy rùi nhé, chọn bạn mà chơi là như vậy đó. Có những người mà mình đến nói chuyện với họ xong mình càng tối tăm hơn, vì thầy dùi. Trời ơi bà, sao bà nhịn nó như vậy bà? Mình cũng phải nói cho nó biết thế nào là lễ độ chứ, bà cứ nhịn nó như vậy thì nó được đằng chân nó lên đằng đầu. Không được, bà phải như vậy cho tôi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ hả? Giỡn của ai bà? Đừng để nó bắt nạt. Bà chơi cho tôi, vì tôi đứng sau tôi, bà làm gì thì tôi vỗ tay cho. Có gì tôi chạy trước làm gì? Nó xuống mình rồi nó chạy trước chứ làm gì? Nói vô trách nhiệm mà, nói vô tội vạ mà. Cẩn thận với những người như vậy, đừng có bỡ vạ cái gì cũng đi mà tâm sự với họ. Chọn bạn mà chơi là như vậy đấy. Tâm sự rồi mà chết sớm. Bên Chúa Giêsu nói với Phô-xê-na là con đừng có đi tìm sự an ủi nơi người thế gian, đừng có đi tâm sự với họ. Chú bảo kể ta nghe đi con, Chúa chuyện của con chú biết hết rồi, nhưng mà ta thích nghe con kể. Thà con kể với ta còn hơn con kể với đứa hàng xóm.
nó bắn đứng con. Tại vì mình có nỗi niềm gì đó, mình tức nước vỡ bờ mà muốn chào. Tôi nói với bà cho tôi hạ giọng, tôi tức lắm rồi, bà nghe này. Tôi nói cho bà nghe này, này nhá. Nói hết rồi. Hạ giọng chưa? Hạ giận chưa? Hạ giận rồi. Tôi nói cho bà nghe này. Bà muốn hạ giận, bà mua cho tôi lọ axit. Bà muốn hạ giận, bà xách cái dao dí vào nó, vân vân. Còn bà ơi, bà hãy phó thác hết cho lòng thương xót Chúa đi. Nhưng hết lên cho lòng Chúa thương xót đi. Con người ai không có lúc yếu đuối, con người ai không có lúc sai sót. Bà cũng có sai sót, Chúa cũng tha thứ cho bà. Chồng bà cũng đã từng tha thứ cho bà. Tại sao bà không tha thứ cho anh? Ôi anh ơi, nhóm mình nó là như thế. Cùng là những con người với nhau thôi anh à. Anh thấy được những cái lỗi lầm thiếu sót của người ta, anh thấy được họ chưa tốt. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là vì chưa tốt mới vô nhóm. Nó tốt rồi nó chẳng cần vô nhóm mày để làm cái gì. Tại vì chưa tốt tôi mới vô nhóm để tôi tìm những người tốt để tôi trở nên tốt. Vậy thì anh hãy trở thành người tốt đi, để cho cái chưa tốt của họ được học cái tốt của anh. Chứ còn nếu mà anh thấy họ chưa tốt rồi anh rút khỏi nhóm như vậy thì họ biết bám vào ai đây? Họ tìm được cái tốt trong nhóm này đây để họ được nơi tốt đây. Họ đang bơi dưới dòng đời mà gặp cái phao anh này, nỡ lòng nào anh lại đẩy ra mà không cứu vớt họ. Anh là người tốt, Chúa ban cho anh được sáng suốt, được nhận định đúng đắn. Vậy thì anh hãy là cái ngọn hải đăng để cho họ tìm đến, để khỏi bị lạc giữa dòng đời, giữa cái biển đời mênh mông này. Là ngọn hải đăng để cho người ta nhắm tới. Còn bây giờ ngọn hải đăng anh đi tắt đèn đi, bảo thôi đám này lóng nháo quá, tắt đèn đi. Amen, tắt đèn đi ngủ. Mệt bây giờ quá thì sớm chuyện quá thì tắt đèn đi ngủ. Rồi cùng nó lóng nháo với nhau còn rối hơn được cái hẹ nữa anh ơi. Vì nó tung mò hết à. Ít nhất còn có một hải đăng, ít nhất còn có một vì sao dù lẻ loi trên bầu trời. Cái ngén dù sao nó cũng báo hiệu mùa xuân. Nó không làm nên mùa xuân mà cái ngén báo hiệu mùa xuân còn hơn cứ để đông tàn tới bao giờ. Thôi anh à, anh bật đèn để dùng thôi cái. Chúa đang cần ánh đuốc lòng thương xót, ngọn đèn lòng thương xót, để chúng tôi thấy được chúng tôi đang bơi trong cái vũng tối vũng lầy của cuộc đời này, còn thấy được ánh đèn của anh. Mỗi người mình hãy là cái ánh đèn, là cái que diêm cũng được, đốt lên cũng được. Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Trời ơi, sao mà cái nhóm mình nó lộn xộn quá, chẳng có đứa nào tốt, đứa nào cũng lắm chuyện quá trời ơi. Thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối con à. Nguyền rủa thì tối nó càng tối hơn. Con hãy thắp lên một ngọn đèn đi, hay là một cái que diêm cũng được, để người ta biết được rằng trong cái vũng lầy cuộc đời, trong cái bóng tối này vẫn còn có ánh sáng, vẫn còn có những người bạn để họ tìm đến mà chơi. Họ nói chọn bạn mà chơi, mà tôi chọn hoài chẳng thấy đứa nào bạn nào mà để tôi chơi cả. Vậy thì bây giờ tôi sẽ trở thành người mà người ta chọn để người ta chơi, được không? Con phải trở thành ánh sáng cho trần gian này. Cái con là muối đất, nước muối nó nhạt thì người ta đạp vứt trên đất, chẳng xài được nữa. Đèn thắp để lên giá để soi sáng cho mọi người, chứ không để dưới đáy thùng. Thôi anh à, thôi chị à, thôi bạn à, hôm giờ anh để cái đèn dưới đáy anh cất rồi, thôi đưa lên đi. Đưa lên để soi sáng cho mọi người trong nhóm, mọi người trong phòng nha. Anh nhá, chị nhá, bạn nhá. Rồi những người này họ đến với anh, họ được ánh sáng đó, họ cũng sẽ trở thành ánh sáng cho những người khác. Ánh sáng cho người khác, ánh sáng cho người khác. Như thế một cánh én báo hiện mùa xuân, kêu gọi những cánh én khác, và cả đàn én sẽ làm nên mùa xuân. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa,
thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê.
các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: thừa được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: thừa được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta là con người, có xác, có hồn. Người là xác và hồn. Vì còn trong thân xác, cho nên chúng ta phải có phương tiện để diễn tả tư tưởng bằng ngôn ngữ, bằng lời nói. Ngôn ngữ của con người thì có giới hạn. Ngôn ngữ của con người khi muốn nói cái gì thì phải có cái hình ảnh, hình tượng. Nói thì phải nói có thời gian, có không gian. Nói thì phải làm sao cho người ta tưởng tượng được ra nó như thế nào. Có màu sắc, có hình dáng, có kích thước, rồi có cảm xúc vui, thương, buồn, giận. Và khi con người dùng ngôn ngữ của loài người để nói về Thiên Chúa thì nó giống như là ếch mà ngồi đáy giếng chỉ thấy được một phần nào đó thôi. Giới hạn của con người giống như là trời cao hơn đất. Vì thế mà con người dùng ngôn ngữ của loài người để diễn tả về Thiên Chúa cũng theo cách của loài người. Cho nên chúng ta mới nghe nói rằng là Thiên Chúa buồn, Thiên Chúa giận, Thiên Chúa tức, và ở đây Thiên Chúa hối hận. Cái cách diễn tả của con người như thế. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều. Và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Nghe mấy câu trên anh chị em thấy một Thiên Chúa suốt ngày phải chịu đựng con người. Một Thiên Chúa dựng nên con người để nó được hạnh phúc mà nó chẳng làm gì được cho Chúa cả. Bây giờ thay vì nó được hạnh phúc, nó lại không muốn hưởng cái hạnh phúc đó, mà nó lại sống trong sự gian ác, mà lòng nó chỉ đầy những ý định xấu. Nếu mà nó tốt thì nó hạnh phúc, nhưng mà vì nó toàn những điều gian ác, điều xấu cho nên nó bất hạnh. Vì con người có những ý định xấu cho nên làm những điều xấu, vì vậy mà nó mất hạnh phúc, mất bình an. Chứ có phải Thiên Chúa muốn cho con người sống mất bình an, mất hạnh phúc đâu. Có cha mẹ nào mà sinh ra con mình mà muốn cho con mình phải sống trong đau khổ, phải bất an đâu. Cha mẹ nào cũng muốn cho đứa con mình nó ngoan, nó bình an, nó hạnh phúc. Nhưng cái đứa con nó lại không ngoan, nó lại không làm theo ý của cha mẹ, nó làm theo ý của nó. Nó tự nó muốn làm gì thì nó làm. Cho nên tôi nhớ ngày xưa còn bé, tôi hư, tôi làm điều sai, mẹ tôi buồn lắm. Mẹ tôi thương tôi bao nhiêu mà thấy tôi hư thì mẹ tôi càng buồn bấy nhiêu. Lúc mẹ tôi thở dài và mẹ tôi bảo rằng là: biết vậy tao không đẻ ra mày nữa thì hơn. Rồi mẹ tôi đọc cái câu gì đó: đẻ ra con lợn bán lấy lòng,
còn hơn là đẻ ra mày. Vì tôi hư, tôi không nghe lời mẹ tôi, cho nên mẹ tôi hối tiếc vì đã sinh ra tôi. Đó, hôm nay trong sách Sáng Thế cũng diễn tả về Thiên Chúa theo cái cách như nhân, tức là diễn tả Thiên Chúa có phản ứng, có phản xạ, có cảm giác, có tình cảm như là con người. Thiên Chúa hối tiếc vì đã dựng nên con người. Trời ơi, dựng nên nó để cho nó được hạnh phúc, mà nó không có được hạnh phúc vì lý do là nó không làm theo ý mình, nó không có ngoan. Trên mặt đất, sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Suốt ngày lòng chỉ toan tính những ý định xấu là sao? Thiên Chúa là đấng thánh thiện, là đấng tốt lành, là đấng đầy yêu thương, mà bị dựng ra một loài người mà nó suốt ngày chỉ ý định xấu. Thiên Chúa không tiếc, không buồn, không hối tiếc sao được, thưa anh chị em? Tao với bố mày đâu đến nỗi nào mà sao mà đẻ ra chúng mày mà suốt ngày đánh nhau, cãi nhau là thế nào? Bố mẹ tôi ngồi than vắn thở dài, biết vậy đừng có đẻ ra nó nữa. Thiên Chúa thấy rằng là tại sao mà con người ngày hôm nay họ lại như thế được? Sự dữ bây giờ vẫn cứ đầy tràn trên mặt đất, và lòng dạ con người lúc nào cũng đầy những ý định xấu, thưa anh chị em. Hôm nay là ngày thứ ba, chúng ta chuẩn bị bước sang ngày mai thứ tư lễ cho rồi. Cùng nói chuyện với nhau để thấy được một Thiên Chúa rất công bằng và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Có bao giờ anh chị em thấy rằng Chúa đang buồn lắm không? Chúa buồn vì ta làm những điều không tốt. Chúa buồn vì ta làm những điều không hay. Chúa buồn vì ta đang sống trong bất hạnh, mà Chúa chỉ muốn ta sống hạnh phúc, ta bình an mà thôi. Mà nhất định nó không chịu làm theo ý của ta để nó được bình an, được hạnh phúc. Buồn quá. Có lần mẹ tôi đánh tôi xong rồi ngồi khóc. Khóc vì vừa tức, vừa giận, vừa buồn, vừa thương. Nó hư thì phải đánh, đánh nó đau thì thương, mà thương thì mới đánh. Chỉ mong nó được ngoan để khỏi phải đánh. Giá mà tôi ngoan để mẹ tôi khỏi đánh thì chắc mẹ tôi vui lắm. Nhưng mà khổ nỗi cứ hư. Thì Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa sẽ rất vui nếu mà con người ta sống bình an, hạnh phúc và yêu thương nhau. Mà tội lỗi đó tràn đầy trên mặt đất, và suốt ngày nó chỉ mưu toan những điều xấu thôi. Cho nên ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật, bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Anh chị em ơi, mình sống như thế nào đó để Thiên Chúa không còn phải hối hận vì đã dựng nên mình, mà Thiên Chúa thấy vui, thích vì chúng ta là những đứa con ngoan của Chúa. Mà nếu có hư thì cũng hư vừa vừa, đừng có hư đến mức độ mà suốt ngày chỉ toàn tính những ý định xấu. Chả lẽ không có ý định nào tốt hay sao? Thưa anh chị em, một Thiên Chúa gần gũi với con người, một Thiên Chúa cảm thông với con người, một Thiên Chúa giống như là người cha, người mẹ. Nó hư thì phải đánh đòn thôi, nó hư thì phải có biện pháp thôi, nó hư thì phải trừng phạt thôi. Nhưng một Thiên Chúa vẫn giàu lòng thương xót, vì trong số loài người ấy, trong số con người ấy, vẫn còn ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa. Mà Thiên Chúa công bằng, không có phải là tóm hết cá mè một lứa, không phải là quýt làm cam chịu, đứa nào làm đứa ấy chịu, đứa nào ngoan vẫn được thưởng.
vẫn được cứu. Đức Chúa bảo với Noe rằng: hãy vào tàu ngươi và nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi lấy 7 đôi đực và cái. Còn trong các loài vật không thanh sạch thì 1 đôi con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy 7 đôi trống và mái để giữ giống trên khắp mặt đất. Lòng thương xót, phạt đấy mà vẫn thương, muốn diệt hết tất cả loài người tội lỗi ấy. Nhưng mà dẫu sao vẫn còn 1 người, mà vì ông Noe đó mà Chúa cứu cả cái nhân loại này, vẫn còn cho nó duy trì nòi giống, cả con đực lẫn con cái. Có nghĩa là Thiên Chúa muốn tiếp tục duy trì nòi giống, không có đổi tận diệt tiệt con người ta. Thì đôi khi nhổ cỏ nhổ tận gốc, đó diệt thì diệt không những là chu di tam tộc mà còn chu di tới cửu tộc nữa, không những 3 đời mà tới 9 đời nữa. Còn Thiên Chúa dẫu là 1 người cũng phải cứu cho bằng được, mà vì 1 người ấy mà Thiên Chúa lại cứu cả cái nhân loại. Cây sậy, cây lau đã bị dập, Ngài không bẻ nát. Tim đèn còn le lét khói, Ngài không dập tắt. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vậy. Thì con người mình, anh chị em mình, dẫu sao đi nữa, mình hãy đối xử với nhau vẫn còn một chút gì để nhớ để thương. Hãy còn một chút gì đó để nhớ để thương. Đừng coi nhau như là kẻ thù không đội trời chung. Tại sao có những người mà đã hạ người ta xuống rồi, đã chiến thắng hả hê rồi, mà còn phải đi luận tội nữa để làm cái gì? Tại sao không đem lên bàn cân mà cân coi cái tội nó có đáng gì so với cả bao nhiêu điều người ta làm tốt đẹp cho đất nước, cho con người hay không? Mà chỉ vì một cái chuyện nhỏ lôi ra luận tội, rồi thì kéo theo giống như là thù vặt như vậy. Mình càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải có lòng quảng đại mới hay chứ. Mình đã thắng đối thủ rồi, chúng ta thấy lên võ đài 2 người đấu với nhau, lúc đấu thì là chỉ muốn giết nó cho bằng được, thắng nó bất cứ giá nào. Nhưng mà một khi người ấy đã gục rồi thì trọng tài không cho phép đánh tiếp nữa, ngắt ngay. Và khi mà tuyên bố là người này thắng trận rồi thì họ ôm nhau, 2 đối thủ trở thành người bạn với nhau. Họ chỉ lúc đấu võ đài thôi, còn sau đó thì phải ôm nhau chứ. Thiên Chúa của chúng ta như vậy, tội ác quá phải xử thôi, nhưng mà vẫn còn thương vì có 1 thằng. Và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. 7 ngày nữa ta sẽ mưa đổ xuống, trong vòng 40 ngày 40 đêm ta xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta làm ra. Ông Noe làm đúng như Đức Chúa đã truyền. 7 ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất. Ngày hôm nay cũng có lần Chúa cũng tính làm hồng thủy, cũng mưa liên tiếp tới không biết là 30 hay 40 ngày. Nhưng mà rồi thôi, Chúa lại thương. Chả nhẽ mà cứ mưa tiếp thì cả tỷ con người phải chết, cũng tội họ. Họ là những người vô tội. Chỉ những người cầm đầu, những người lãnh đạo, họ chống lại Thiên Chúa. Họ triệt phá cái thánh giá, họ triệt phá nhà thờ, họ cấm đạo vân vân. Mà chả lẽ vì những con người ấy mà tiếp tục mưa, mà làm sập cái đập nước để mà cả tỷ con người phải chết. Rồi không những vậy mà lây sang những nước khác. Cho nên Thiên Chúa mới cảnh báo như vậy thôi, mấp mé như vậy thôi. Ấy thế nhưng mà con người ta giống như thời Noe, vẫn cứ vui chơi, cưới vợ, gả chồng, và tội lỗi vẫn cứ lan tràn trên mặt đất. Lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn, sự đợi chờ, là tạo cơ hội, tạo điều kiện cho người ta được sám hối, chứ không phải là giáng xuống những hình phạt để mà
tiêu hủy con người. Nếu có, giống như người cha, người mẹ, có phải đánh nó thì là cực chẳng đã. Không còn cách nào khác, mà cũng chỉ vì thương mà mới phải giáng những cái roi đòn xuống thôi. Chứ không phải vì đánh cho nó bỏ tức, không phải đánh cho nó bỏ ghét, không phải tức quá rồi đánh cho nó bỏ tức, không phải. Một Thiên Chúa luôn luôn dồn lòng thương xót và mời gọi con người ta hãy đối xử với nhau có lòng thương xót là như thế. Tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi các tông đồ mà Chúa đã kiên nhẫn thì vẫn cứ phải kiên nhẫn. Chúng ta thấy Chúa cho 12 tông đồ đi theo, giáo dục, dạy dỗ bằng hành động, bằng việc làm, để cho các ông sáng mắt ra, để cho ông sáng trí ra, để cho ông cảm nhận được rằng Chúa Giêsu chính là đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Ấy thế nhưng mà các ông chỉ dừng lại ở cái bên ngoài, lòng còn tối tăm, u muội. Cho nên khi các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo, trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh, thì người răn đe các ông là anh em phải coi chừng đề phòng men Pharisêu và men Hê-rô-đê. Khi Đức Giêsu nói đấy men thì Ngài muốn nói tới cái ý nghĩa bên trong, còn các ông thì chỉ dừng lại men thì liên quan đến gì? Vật chất, tức là bánh. Chỉ nghĩ đến vật chất thôi, chỉ nghĩ đến cái gì trước mắt thôi. Còn Đức Giêsu muốn mời các ông là cái ý nghĩa men Pharisêu, men Hê-rô-đê, tức là thái độ giả hình của Pharisêu. Cái thái độ giả hình đó, cái cách sống giả hình đó, nó như là chất men, nó dễ lây lan lắm. Cái men của Hê-rô-đê là cái men mà muốn luôn luôn là độc quyền và sợ người khác chiếm mất cái vai trò, cái địa vị của mình, cái độc tài, cái ganh tị, cái mà muốn hạ người khác. Cái men đó, nó cái sự dữ, nó lây lan nhanh lắm. Anh chị em có để ý không? Cái tốt và cái xấu, cái nào nó lây nhanh? Cái xấu lây nhanh lắm. Cứ thấy người nhậu là rủ nhau, nó nhậu nhanh lắm. Nhưng mà cái tốt khó vô cùng. Hồi chiều có mấy người đến chúc Tết, 10 người đến chúc Tết, nói cha cầu nguyện cho chúng con năm mới, chúng con làm ăn. Bảo làm ăn gì nữa, và chúng con đang có nhà hàng, muốn mở thêm một cái nhà hàng nữa. Tôi nói làm ăn thì phải coi thiên thời địa lợi nhân hòa chứ. Bây giờ đang dịch Covid, người ta đang thu lại, người ta đang ở nhà, người ta ăn, người ta mua để ta đem về. Và ai cũng cố gắng là duy trì sự sống để qua cái cơn đại dịch này. Mà đại dịch này là hết năm 2021, may gì nếu mà con người có quay trở lại. Chứ còn nếu mà cứ vui chơi ăn uống như thời Noel thì đại dịch còn dài dài. Bây giờ người ta đang lo thu lại thì mình lại lo mở ra là sao? Dạ thưa, con thấy tiệm con đang làm ăn được. Bảo Chúa thương cho còn làm ăn được thì lo mà duy trì đi. Giữ nó là được rồi, sống còn là được rồi. Có phải tham không? Tôi chỉ thẳng mặt. Vậy là đủ rồi. Cứ tham, tham rồi mở, mở rồi thuê mặt bằng, rồi bỏ vốn ra nhiều, rồi cuối cùng dịch chẳng ai đi ăn, lại đến khấn nữa. Khấn rồi cha con là khấn cái tôi khấn cái gì bây giờ? Khấn để mà thỏa mãn lòng tham thì khấn sao được? Có những người xây nhà bất hợp pháp rồi bảo tôi khấn, giấy phép không xin xây bất hợp pháp bỏ khấn cái gì? Mình làm ăn buôn lậu rồi bỏ khấn cái gì? Rồi mình cứ tham dự án này ngàn tỷ, còn ba cái dự án nữa, bội dự án 5.000 tỷ nữa. Ông ăn 100 tỷ cho đến bây giờ ông là 50 tuổi rồi. Này, cô kia, tôi hỏi cô này, bây giờ cô 50 tuổi, bây giờ cô có 100 tỷ, 100 tỷ cô ăn 50 năm nữa được không? Được không? Đủ không? Đủ rồi thì thôi, sống nhàn nhàn đi.
lại còn thêm 5.000 tỷ, rồi thêm dự án ở Huế, dự án ở Hà Nội nữa. Bây giờ sắp phá sản rồi, cha ơi, chắc chết rồi, cha cầu cho con. Tại sao ngay lúc mà mới làm mới không cầu xin cho con biết, đừng có lòng tham đi. Tôi nói tôi lạ thật đấy nhá. Mà cha lạ cái gì? Tại sao mà làm ăn thì ai cũng muốn phát triển, ai cũng đua nhau làm ăn cho thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều vào. Mà tôi chả thấy ai đua nhau làm việc bác ái gì cả. Chả thấy đua nhau làm việc bác ái gì cả. Toàn thấy hứa. Tới bây giờ Tết qua rồi mà chả thấy ông đại gia nào giúp đồng nào làm bác ái. Toàn thấy nói không. Tại sao không đua nhau làm việc bác ái? Tại sao không đua nhau làm việc đạo đức? Mà cứ đua nhau làm tiền, đua nhau làm giàu. Ý như cái thời nó em vậy. Cho nên là mình vẫn bị cái men thôi. Vẫn cứ nghe đến men là chỉ nghĩ đến vật chất thôi. Mà không nghĩ đến cái gì ý nghĩa xa hơn, sâu hơn. Cho nên Chúa Giêsu, các ông bàn tán với nhau về chuyện không có bánh. Chúa Giêsu nói với các ông là sao như lại bàn tán về chuyện không có bánh? Các anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng còn ngu muội thế sao? Có mắt mà không thấy, có tay mà không nghe. Không nhớ rằng là thầy bẻ 5 chiếc bánh, 5.000 người, anh em thu được bao nhiêu? Thu được 12 thúng. Bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người, thu được bao nhiêu? Thu được 7 thúng. Thầy có để các con thiếu không? Thầy có để các con phải lo lắng không? Ta lo từ vật chất đến tinh thần. Nếu các con theo thầy, tin và hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự thầy sẽ ban cho. Mà không tin, không đủ tín thác, cho nên là cứ phải lo dành dụm, cứ phải lo tích cóp, cứ phải lo tích chữ mà không dám buông, không dám bỏ, không dám chia sẻ, không dám trao ban. Vì thế mà tôi nói với các anh em thiện nguyện tín thác, chúng ta cứ đi làm bác ái đi, kệ nó, Chúa sẽ lo. Cho nên anh em đi đến những gia đình ven đô, những ngày Tết vẫn cứ đi. Mấy anh rủ tôi bảo Tết cha đi đâu, bảo anh muốn dẫn tôi đi đâu, anh bảo cha cứ đi nghĩa địa không? Bảo, anh Tết anh rủ tôi đi nghĩa làm gì? Ừ, nhẽ đi chúc Tết mấy người chết, là bảo không cha, người sống đang sống nhờ người chết đó cha. Bảo trong những nghĩa địa đó, trong nghĩa trang đó, có những gia đình họ sống mà như là họ đã chết rồi, vì có ai ngó ngàng gì đến họ đâu. Họ sống bám vào cái đất nghĩa trang, trong những cái lều tạm tội lắm. Được, vậy tôi thích cái đó, đó. Anh dắt tôi đi. Tôi đi thích đi chúc Tết mấy chỗ đó đó. Chứ còn vô mà mấy cái biệt thự tôi phải bấm chuông, xong rồi tôi phải chờ người ta nhìn mặt tôi, xong rồi tôi phải nói xưng tên ra, xong rồi con chó ra nó sủa mấy cái, rồi thì ông bảo vệ ông dắt tôi vào, rồi thì tôi nhà tôi ăn cơm nguội sướng hơn, ăn khoai lang sướng hơn. Ăn tiệc ăn cỗ mà cứ phải xếp hàng với lại xếp vé với lại thì này thì kia, tôi không có thích mấy cái chuyện đó. Để áo quần súng xa súng xính để thì cái điệu đàng tôi thấy cái đó để anh cho tôi đi. Thế anh em chúng tôi đi mà thấy vui thật. Bảo đó có Covid không? Có ai vô đó đâu mà Covid, nó cũng chắc thèm mấy cái đứng nghèo quá như vậy rồi. Chả thấy Covid là toàn trời mấy ông thủ tướng với bà chúa với hồng y giám mục, có thấy trời mấy ngăn mày bao giờ đâu. Ừ nhỉ, hình như là này, chị cho tôi hỏi có cái anh bán vé số nào bị dính Covid chưa? Chưa. Hay là mấy mồ côi nó có bị chưa? Chưa. Tôi thấy chúa cũng công bằng ấy chứ, phải không? Mình tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho mỗi một người anh chị em mình ngày hôm nay, lạy Chúa, chúng con thực sự chưa hiểu, lòng chúng con còn u muội lắm. Chúng con có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có trí mà không nhớ, chúng con u muội hoàn toàn. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa mở tai, mở lòng, mở trí, mở mắt chúng con để thấy những gì chúng muốn chúng con thấy, để nghe những gì Chúa muốn chúng con nghe, để hiểu những gì Chúa muốn chúng con hiểu, và đón nhận những gì Chúa muốn chúng Chúa trao ban cho chúng con.
Tiếp theo chuyên mục chuyện đạo chuyện đời, Thánh Teresa, Calcutta, người mẹ lòng thương xót. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đón Tết được chưa ạ? Vì lý do là ngày mai là thứ tư 17 tháng 2, mùng 6 Tết, bước vào mùa chay với lễ trò. Cho nên ngày hôm nay, mùng 5 Tết, chúng ta cùng nhau đốt Tết. Đốt Tết có nghĩa là mình tạ ơn Chúa đã ban cho mình có những ngày xuân thật đầm ấm, tình Chúa, tình người bên nhau. Năm nay chúng ta đón Tết một cách đặc biệt trong bầu khí cả thế giới nhiễm virus corona, có nguy cơ nhiễm virus corona. Có những người đã nhiễm, có người đang nhiễm, có người đã thoát nhiễm và có thể có người sẽ nhiễm. Virus corona còn đó. Lòng thương xót của Chúa vẫn còn đó. Quyền năng lòng thương xót Chúa chắc chắn sẽ chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội ác. Và virus corona cho chúng ta có được những ngày xuân ở nhà, đỡ phải đi ra ngoài. Những ngày xuân này có lẽ đỡ tốn kém về di chuyển và ăn nhậu, vì không ra quán để nhậu nhẹt được. Ở nhà mình nấu nướng với nhau, mình chia sẻ với nhau, vừa ngon vừa rẻ vừa vui, vừa an toàn, mà lại còn thánh thiện, vì có thời giờ để mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình nghe những câu chuyện đạo, chuyện đời, chuyện các thánh. Và nhất là thưa anh chị em, mình có giờ mình cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Mình đốt Tết để mình tạ ơn Chúa. Rồi ngày hôm nay ngày thứ ba, người ta gọi là thứ ba béo, có nghĩa là mai về ăn chay. Người ta sợ là mình ăn chay người ta sẽ đói, cho nên ngày thứ ba người ta phải ăn no, ăn nhiều, gọi là thứ ba béo. Nếu mà như vậy thì nó không mất ý nghĩa đi. Vì việc ăn chay đối với người Công giáo mình thì chỉ là ăn bớt đi để dành cái tiền đó và làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Vậy thì ngày hôm nay, ngày thứ ba, mùng năm Tết, chúng ta cùng nói về một nhân vật, một vị thánh. Tuy không kính ngày hôm nay, nhưng chúng tôi rất là yêu mến vị thánh này và muốn chia sẻ với anh chị em như là một món quà để đốt Tết. Vì chuẩn bị chúng ta bước vào mùa chay là một thực hành bác ái, một thực hành lòng thương xót. Cho nên vị thánh này là vị thánh người mẹ của lòng thương xót, đó là Thánh Teresa Calcutta. Thánh Teresa Calcutta, người mẹ lòng thương xót. Vị nữ tu Teresa thành Calcutta qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, đã được Hội Thánh tôn phong lên hàng chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Và ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 9 2016 được tôn kính trên bàn thờ trong Hội Thánh Công giáo là Đấng Hiền Thánh. Đây là một cuộc phong thánh nhanh thế kỷ. Mất năm 1997 mà được phong Hiền Thánh 2016. Có nghĩa là thưa anh chị em chỉ có 19 năm. Có những vị thánh cả mấy trăm năm, 300-400 năm, có vị thánh 500-600 năm. Còn với Teresa Calcutta, cuộc đời 87 năm trên trần gian của mẹ Thánh Teresa gắn bó với số phận của những người nghèo, nghèo vừa về miếng ăn lương thực, quần áo, thuốc men, nhà cửa, mà vừa nghèo về giá trị nhân phẩm con người cùng những đau khổ tinh thần của họ nữa. Thứ nhất, gia đình nuôi dưỡng lòng thương xót. Mẹ Thánh Teresa mở mắt chào đời bên nước Albany, vùng phía đông Âu Châu, nằm trong liên bang Nam Tư Cộng sản cũ thời thống chế Tito. Albania là một nước nhỏ, đại đa số dân cư theo Hồi giáo. Đạo Công giáo chỉ là một thiểu số trong xã hội này.
Gia đình mẹ Teresa là một gia đình khá giả, nếp sống bậc trung lưu, có cuộc sống hạnh phúc theo đức tin Công giáo truyền thống đạo đức. Buổi sáng nào, người mẹ gia đình Trana của Teresa cũng đều đưa ba người con của bà đi nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện, dâng thánh lễ. Buổi chiều tối, gia đình tụ họp lại lần chuỗ mân côi, dù là bận rộn hay có khách, vì với gia đình, đó là điều quan trọng hơn cả. Lần chuỗi mân côi với nhau trong gia đình mỗi buổi tối. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của gia đình Trana đã dạy các con mình sống bác ái, lòng thương xót theo phương hướng phúc âm của Chúa. Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất trong các con là các con làm cho chính Thầy. Matthew chương 25 câu 40. Rồi hàng tuần, người mẹ Trana của Teresa có thói quen thăm hỏi những người bệnh nạn trong khu phố và mang cho những người nghèo quần áo cũng như thực phẩm cần thiết. Bà muốn con mình ngay từ nhỏ đã biết cùng đồng hành với những người như thế. Bà thường nói với các con mình: các con có phúc lắm, có nhà ở đẹp, có đầy đủ lương thực và áo quần, các con không thiếu gì. Nhưng các con không được quên có nhiều người phải sống trong hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Có những trẻ em không có quần áo, khi đau bệnh chúng không có thuốc trị bệnh cần thiết để chữa bệnh. Đời sống gương sáng của người mẹ Trana đã ghi khắc dấu vết sâu đậm trong tâm khảm đời sống của Teresa ngay từ nhỏ. Có lần Teresa lúc nhìn lại thời nhỏ còn ở nhà với mẹ của mình đã tâm sự rằng: tôi không biết phải nói gì hơn nữa. Gương sống của mẹ tôi hay nếp sống đạo đức chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện của mẹ tôi đóng vai trò ảnh hưởng rất quan trọng cho ơn kêu gọi của tôi trưởng thành chín mùi. Chính trong bầu khí chan chứa lòng thương xót đó của gia đình với những người chung quanh, Teresa đã lớn lên và đã trở thành vị thánh, người mẹ lòng thương xót sau này giữa lòng xã hội con người. Thưa anh chị em, đó, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng lòng thương xót. Teresa sống trong một bầu khí gia đình được người mẹ hướng dẫn, cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, cho nên được nuôi dưỡng trong bầu khí gia đình tốt như vậy thì Teresa trổ sinh những hoa trái tốt. Gia đình là chủng viện, gia đình là trường học đầu tiên để nuôi dưỡng nảy mầm đức tin, bác ái, lòng thương xót. Ước mong mỗi gia đình chúng ta trong những ngày Tết vừa qua gặp mặt nhau, năm ngày Tết chúng ta sống bên nhau, quây quần bên nhau, mỗi gia đình hãy trở thành cái nôi nuôi dưỡng lòng thương xót cho con, cho cháu, cho những người thân trong gia đình của mình. Đừng chỉ đi lễ đọc kinh cho có lệ, đừng chỉ đọc kinh cho hết bổn phận, nhưng mà phải được nuôi dưỡng, nhất là những em bé, nhất là những thiếu nhi, tập cho các em biết quên mình, biết nghĩ đến người khác. Tập cho các em đừng có chiều con mình quá. Nó muốn cái gì cũng phải chiều, năm ngày Tết nó đòi cái gì cũng phải cho, rồi chẳng bắt nó làm cái gì cả. Hầu nó tận răng mà cứ nhằm mục đích là để cho cháu nó học, để cho cháu nó giỏi, rồi cho sau này cho cháu nó làm có tiền, rồi làm cái gì. Nó trở thành một tay đại gia bóc lột dân nghèo à? Nó trở thành một tay tài phiệt à? Được ích lợi gì? Hay là nó trở thành một người trưởng giả đài cát, một người mà làm lớn thì thay vì cúi xuống phục vụ người khác như Chúa nói, lại trở thành một người bắt người khác phục vụ nó. Cho nên hãy để ý đến môi trường giáo dục
lòng thương xót trong gia đình. Con đường lòng thương xót, lúc Teresa lên 12 tuổi, đã cảm nghiệm thấy mình có ơn gọi sống đời sống tu trì trong nhà chồng. Và còn thế nữa là muốn cảm nghiệm ra rằng mình đã có một ơn kêu gọi là trở thành một nhà truyền giáo để sang bên Ấn Độ, sang bên Á Châu. Năm 18 tuổi, Teresa nói với mẹ mình và cha sở ý muốn đi truyền giáo sang bên Ấn Độ cùng với các cha dòng tên đang sinh sống ở đó. Nhưng để thực hiện ý muốn đó thì Teresa phải nhập dòng Đức Mẹ Loreto bên Dublin nước Ái Nghĩ Lan. Các nữ tu dòng Đức Mẹ Loreto thời đó cũng đang hoạt động truyền giáo bên Ấn Độ. Teresa nghe theo tiếng gọi con đường đó và đã trở thành nữ tu của dòng Loreto. Rồi năm 1928 được sai sang Ấn Độ, đến vùng Himalaya sống thời gian nhà tập tu luyện. Sau đó đến Calcutta học thêm và trở thành cô giáo môn lịch sử địa lý trường trung học St. Mary's High School của nhà dòng. Nữ tu Teresa làm công việc trí thức dạy học ở trường học nội trú với nhiệt tâm đầy đủ trách nhiệm. Nhưng tâm hồn của cô, tâm hồn cô giáo trẻ ấy, tâm hồn người nữ tu trẻ ấy luôn nghĩ đến việc truyền giáo cho những người nghèo nhất nơi những người nghèo bên Ấn Độ. Người nghèo trong số những người nghèo nhất ở bên Ấn Độ. Vị nữ tu này ấp ủ hoài bão, lúc nào cũng mơ ước được sống truyền giáo ở vùng nghèo bên Ấn Độ. Và nữ tu Teresa đã tâm sự: tôi là cô giáo, đây là một nếp sống mới với tôi. Ngôi nhà trường nội trú này rất đẹp, cũng rất thuận lợi cho các học sinh. Tôi yêu thích việc dạy học. Tôi chịu trách nhiệm trông coi cả nhà trường. Các nữ học sinh cũng yêu mến tôi lắm. Nhưng trong khu nhà trường nội trú đó, nữ tu Teresa không gặp được một ai là người nghèo đói, bệnh hoạn, bị bỏ rơi ngoài đường phố. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, nữ tu Teresa đắp xe lửa đi Darjeeling, vùng phía tây Bengal, nơi xưa kia Teresa đã sống thời gian nhà tập, đi tĩnh tâm. Khi xe lửa đến nhà ga thành phố Calcutta, nữ tu cô giáo trường nội trú nhìn thấy tận mắt từng cảnh đám đông người nghèo, người đau khổ, thiếu thốn, nghèo khổ, bệnh tật, đui què, sống chen chúc, vất vưởng ngoài đường phố. Rồi cô thấy những bà mẹ trẻ bồng bế cõng con, không có quần áo trên lưng, đi ăn xin ngoài đường phố. Thật là một cảnh hãi hùng, thương tâm đối với nữ tu trẻ tuổi Teresa lúc đó. Tâm hồn nữ tu Teresa bồi hồi dao động vì cảnh tượng quá thương tâm như vậy. Tâm hồn con mắt của Teresa càng mở to hơn và cô đã có quyết định quay ngược lại với ơn gọi mà cô đã cảm nghiệm được từ lúc còn ở quê nhà bên Albany. Cô muốn trở thành nhà truyền giáo sống cho người nghèo khổ cùng cực bên Ấn Độ. Chính mẹ Thánh Teresa sau này đã tâm sự về quyết định quay ngược lại tận căn rễ của mình như sau: trong đêm hôm đó, mắt tôi đã mở ra nhìn thấy cảnh thương tâm cùng cực của những con người nghèo khổ xấu số, và tôi cảm thấy tận sâu thẳm sự gì là căn bản ơn kêu gọi của tôi. Đó là tiếng gọi mới của Chúa nói với tôi, một ơn kêu gọi trong lòng ơn kêu gọi, một ơn kêu gọi trong lòng ơn kêu gọi.
Chúa kêu gọi tôi không được từ bỏ đời sống là nữ tu, nhưng hãy thay đổi nếp sống. Có thể mới phù hợp nhiều hơn với tinh thần phúc âm. Có thế mới phù hợp nhiều hơn với tinh thần phúc âm, với tinh thần truyền giáo mà Chúa ký thác ban gửi cho tôi. Tôi cảm nghiệm ra rằng Chúa muốn tôi bỏ nếp sống thanh bình, yên lặng, tiện nghi ở nhà dòng mà tôi đang ở, mà ra đi, đi ra ngoài đường, sống phục vụ những người nghèo khổ. Với tôi, sứ mạng đã rõ ràng, tôi phải đi ra khỏi nhà dòng và sống với những người nghèo khổ cùng cực. Đó là một sứ mạng ơn gọi mà tôi bắt đầu khám phá ra. Chúa đã gọi tôi đến sống với những người không có sự gì ở thành phố Can Quýt Ta này. Cuộc tĩnh tâm của tôi ở Darjeeling là những ngày suy nghĩ về sứ mạng ơn kêu gọi mới của tôi mà tôi đã tiếp nhận trên đường tới đây. Sau đó, về lại Can Quýt Ta, tôi quyết định thay đổi nếp sống đời tu. Con đường dấn thân cho lòng thương xót với con người cùng khổ, cùng đinh trong xã hội Can Quýt Ta bên Ấn Độ bắt đầu từ quyết định thay đổi ra đi đến với họ của Mẹ Thánh Teresa. Thưa anh chị em, một cái bước ngoặt hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Đang là một nữ tu dạy học yên ổn, sống đầy đủ trong một nhà dòng bên chị em, không có vấn đề gì hết, thoải mái. Bây giờ quay ngoặt lại, ra khỏi nhà dòng mà vẫn là nữ tu, để sống với những người nghèo nhất, khổ nhất trong số những người nghèo khổ nhất ở bên Ấn Độ. Dám làm được như vậy hay không? Bản tính tự nhiên chẳng ai dạy. Đang sống yên ổn mà ra đi phiêu lưu vô định. Đang sống đầy đủ mà ra đi không có gì cả. Đang sống an toàn mà ra đi thấy vô cùng nguy hiểm, không biết tương lai đi về đâu và ra sao như thế nào. Đấy, tín thác vào lòng thương xót Chúa là như vậy. Tín thác vào lòng thương xót Chúa là đáp lại tiếng mời gọi của Chúa để thể hiện lòng thương xót, mà không biết mình đi đâu, làm như thế nào. Ý như Abraham được mời gọi ra đi mà không biết đi đâu, mà cứ tin vào lời hứa của Chúa mà ra đi. Đến nơi Chúa hứa và Chúa thực hiện lời hứa. Con đường của tôi, của anh chị em, của những người mà có những người nói bây giờ bước vào con đường lòng thương xót Chúa còn mới thấy gian truân, đi vào nhóm lòng thương xót Chúa còn mới thấy phức tạp, đến thực hành lòng thương xót Chúa còn mới thấy không dễ gì. Còn nếu mà dễ thì người ta đã đi hết rồi. Cuộc đời của tôi cũng một cái bước ngoặt, cũng ở trong dòng như Can Quýt Ta, Mẹ Teresa, bước ra ngoài, vẫn tiếp tục đời tu trì, vẫn tiếp tục là linh mục, nhưng linh mục của lòng thương xót Chúa, linh mục để loan truyền lòng thương xót Chúa, linh mục để đem lòng thương xót Chúa đến với những con người, nhất là những người nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần. Một cái dằn vặt, một cái suy nghĩ, một cái đắn đo, một cái lựa chọn liều. Tôi cũng chưa biết gì, chưa biết làm gì, chưa biết đi đâu, chưa biết như thế nào. Nhưng mà Chúa bảo đi, vì lòng thương xót Chúa mà ra đi. Thưa anh chị em, hôm nay một năm Tết xin chia sẻ với anh chị em về cái ơn gọi lòng thương xót Chúa mà mỗi người chúng ta đều có cái kinh nghiệm đó. Nếu đi vào con đường lòng thương xót Chúa, có những người khi mà sang Úc, tôi giao giảng 30 ngày mới biết đến lòng thương xót Chúa, rồi mới đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Nhưng mà nước mắt, mồ hôi cùng với nụ cười, khó khăn, thử thách, hiểu lầm, giận hờn, ganh tị, nghi ngờ, oán than, oán trách, đủ mọi thứ. Nhiều lần cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng mà tôi nói, Chúa đã gọi rồi, đi thì đi cho hết. Và con đường đó là con đường đau khổ, con đường thập giá mà, con đường lòng thương xót Chúa mà, chứ đâu phải con đường dễ dàng. Con đường dễ dàng thì người ta đã đi hết rồi. Nhà dòng lòng thương xót, dòng thừa sai bác ái.
con đường thay đổi nếp sống của nữ tu Teresa để ra đi sống với và cho người nghèo khổ, người cùng khổ không đơn giản dễ dàng chút nào đâu. Vì phải vượt qua những chặng thử thách có phép chấp nhận của nhà dòng Loreto cho nữ tu Teresa ra đi, rồi có phép của Đấng Giám Mục Canquita, phép của Thánh Bộ Giáo sĩ Tu sĩ bên Roma, và sau cùng phép phê chuẩn của Đức Thánh Cha cho mẹ Teresa lập dòng mới như mẹ thỉnh nguyện xin. Cả một cái chặng đường dài, gian khó, phức tạp vô cùng, thủ tục rồi đủ mọi thứ, không đơn giản tí nào. Sau những năm tháng khảo sát điều tra, ngày 7 tháng 10 năm 1950, Tòa Thánh đã phê chuẩn chấp thuận cho mẹ Teresa thành lập dòng thừa sai bác ái bên Canquita, Ấn Độ, để giúp phục vụ người nghèo khổ cùng cực trong xã hội. Thế là ơn kêu gọi phục vụ truyền giáo cho người nghèo của mẹ Teresa về phương diện pháp lý theo luật đạo đã thành sự. Ơn kêu gọi hoài bão lòng mong ước đến sống truyền giáo lòng thương xót giữa những người nghèo khổ mà mẹ Teresa đã đón nhận ơn soi sáng từ Thiên Chúa nguồn tình yêu thương, giờ đây thành hiện thực cho cuộc đời của mẹ. Như các dòng truyền thống trong Hội Thánh Công Giáo, dòng của mẹ Teresa cũng có ba lời khấn: khó nghèo, vâng phục và khế tịnh. Ngoài ra, dòng còn buộc các chị em nữ tu lời khấn thứ tư nữa là sống vị tha, bác ái, thương người, có lòng thương xót. Mẹ Teresa, vị sáng lập dòng thừa sai bác ái, đã tâm sự: chúng tôi có trách nhiệm bổn phận với lời khấn phục vụ cho hết mọi người, không đòi hỏi thù lao được trả công. Lời khấn này có nội dung là chúng tôi không làm việc phục vụ cho người giàu có, không làm việc vì thù lao tiền bạc, chúng tôi không nhận tiền bạc thù lao. Dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa chọn áo sari dài phủ kín thân thể của phụ nữ Ấn Độ vẫn thường mặc hàng ngày. Áo sari màu trắng bằng vải thô, bên vành áo có ba vạch màu xanh da trời, nói lên nghĩa màu của bầu trời. Phía bên trái áo dòng sari có gắn cây thánh giá Chúa Giêsu để nhắc nhở người nữ tu nhớ đến Chúa Giêsu. Mẹ Teresa cắt nghĩa về áo dòng sari. Chiếc áo dòng sari giúp cho nữ tu cảm nhận mình là người nghèo giữa những người nghèo, nhận ra mình cũng là người bệnh tật đau khổ, là trẻ em, là những người già yếu bị bỏ rơi. Và với chiếc áo dòng sari cùng chia sẻ đời sống, không có gì thừa tự để lại cho thế giới. Chiếc áo dòng sari hèn mọn theo kiểu của người phụ nữ bình dân trong xã hội Ấn Độ nói lên sâu đậm căn tính lòng thương xót cùng đồng cảm với con người của dòng thừa sai bác ái do mẹ Thánh Teresa sáng lập. Dụng cụ lòng thương xót. Mẹ Thánh Teresa lúc còn sinh thời đã thuật lại về nhà dòng thừa sai bác ái phục vụ cho người nghèo, trẻ con, người bệnh tật bị bỏ rơi trên toàn thế giới. Dòng chúng tôi có 3.500 chị em nữ tu trên 95 quốc gia với 445 nhà. Chúng tôi càng cần thêm nhiều ơn gọi nữa do Chúa gửi đến. Chúng tôi là dụng cụ của Thiên Chúa. Những công việc phục vụ cho bác ái tình yêu là những công việc phục vụ cho hòa bình. Chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ về chính trị. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ giúp đỡ người nghèo khổ vì họ cần đến tình yêu của chúng tôi. Công việc dấn thân phục vụ người nghèo, người cùng khổ là chứng từ cụ thể cho đức tin. Nó cắt nghĩa cho người nghèo, người đau khổ về tình yêu Thiên Chúa trao tặng cho họ. Ở Ấn Độ, một phóng viên người Hoa Kỳ quan sát tôi săn sóc người bệnh bị da lở loét rất là ghê gớm và nguy hiểm. Anh ta nói với tôi: dạ, việc như vậy dù cho tôi 1 triệu đô la tôi cũng không làm. Việc mà mẹ đang làm ghê gớm, sợ quá.
có cho tôi 1 triệu đô la tôi cũng không làm. Mẹ Teresa nói ngay, đúng thế, tôi cũng chẳng làm dù có được 1 triệu đô la. Nhưng tôi làm vì tình yêu Chúa, chứ không phải làm vì 1 triệu đô la. Người nghèo khổ bệnh tật này với tôi là thân thể Chúa Giêsu Kitô. Anh phóng viên nghe thấy đứng yên lặng, rất mùi lòng cảm động và hiểu, chợt nhận ra sức mạnh nào đã kêu gọi cùng thêm sức nâng đỡ cho việc làm của chúng tôi. Chúng tôi muốn luôn nỗ lực cố gắng tìm đến nơi có những người lâm vào hoàn cảnh đau khổ mà không có ánh sáng của niềm hy vọng. Đó là nơi những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, những người bị bỏ rơi, sống vất vưởng, đầu đường xó chợ. Chúng tôi đến với những nơi đó do Chúa sai đến và chỉ cho chúng tôi việc cần phải làm. Với mẹ Teresa và dòng của mẹ, cầu nguyện với Chúa là suối nguồn kín múc sức mạnh cho việc làm bác ái, lòng thương xót con người mà Chúa gửi sai đến. Ngày sống làm việc của chúng tôi đặt trên căn bản là cầu nguyện. Dòng chúng tôi là dòng chiêm niệm ở giữa lòng trần gian. Vì thế, cầu nguyện là căn bản đời sống nhà dòng. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện khắp mọi nơi, đang khi làm việc cũng như lúc đi dọc đường. Nếu chúng tôi không liên lỉ sống kết hợp với Chúa, chúng tôi đâu có thể có sức lực để sống dấn thân hy sinh phục vụ được. Thưa anh chị em và các bạn, khi người ta xin mẹ tấm thẻ địa chỉ của nhà dòng, mẹ Thánh Teresa rút trong túi áo dòng sari ra một tấm mảnh giấy nhỏ rẻ tiền màu xanh, trên có in dòng chữ bằng tiếng Anh như sau: Chúa Giêsu vui mừng hạnh phúc đến với chúng ta khi sự chân thật muốn được loan truyền, khi sự sống muốn được cho bừng lên trỗi dậy, khi ánh sáng muốn được bật chiếu tỏa lan ra, khi tình yêu muốn được yêu mến, khi niềm vui muốn được tiếp tục cho đi, khi hòa bình muốn được xây dựng, lan tỏa, gieo rắc. Chúng ta đốt Tết bằng món quà xuân lòng thương xót Chúa là câu chuyện mẹ Teresa với lòng Chúa thương xót. Và ước mong các bạn trẻ ngày hôm nay dấn thân hoạt động trong cánh đồng truyền giáo, thực hành lòng thương xót của Chúa, các bạn noi gương mẹ Teresa, cầu nguyện và hoạt động, sống chiêm niệm giữa dòng đời bằng những việc làm thực tế. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó cùng với các bạn, với anh chị em ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày chúng ta kết hợp với nhau trong chuỗi kinh lòng thương xót 3 giờ. Tha thiết nài xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Đồng thời thực hành lòng thương xót Chúa bằng cách quan tâm, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ những gì có thể có được, chia sẻ những bài giảng, những câu chuyện đời, chuyện đạo, những món ăn tinh thần cho người khác. Món ăn tinh thần họ đang cần lắm, thưa anh chị em. Đừng nghĩ rằng tôi phải cho tiền, cho bạc, cho của cải mới là làm bác ái. Mà mỗi ngày anh chị em đang làm công việc là chúng tôi gửi đến 4 món ăn tinh thần hàng ngày. Rồi anh chị em thưởng thức xong, chúng ta chia sẻ cho những người khác lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp. Rồi tản mạn cuối tuần, rồi thì điểm hẹn Chúa Nhật, rồi thắc mắc hỏi ai. Những câu chuyện đạo, chuyện đời giúp cho mình xác tín rằng có Chúa đang hoạt động trong cuộc đời của chúng ta cũng như các thánh. Và các bạn chia sẻ những món ăn đó cho những người khác, đó là đang thực hành lòng thương xót đó, đó là đang làm việc bác ái. Và khi Chúa cho có điều kiện thì mình chia sẻ vật chất cho những người nghèo trong những chuyến công tác bác ái mà chúng tôi vẫn thực hiện hàng tháng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta khép lại những ngày Tết thật vui tươi, bình an trong lòng thương xót của Chúa. Và ngày mai bước